Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 1213 hứa ứng cười nói bệ hạ đánh bại viễn tổ vận dụng vài tòa động nguyên viễn tổ lại vận dụng vài tòa động nguyên nếu như cho viễn tổ nhiều như vậy động nguyên lại đọ sức một trận ta không cảm thấy bệ hạ có thể thắng được đám người còn đợi tranh luận minh đạo đế đưa tay ngừng đám người nói biện luận nhanh nhẹn linh hoạt là chuyện vô bổ tranh luận tiếp vĩnh viễn không thấy thắng thua hứa ứng người tự xưng man di đến đây khiêu chiến chấm cho người cái này công bằng một trận chiến cơ hội nguyên hanh Nguyên bất quy bọn người có chút không cam lòng, nhưng lòng đế lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ đành tiếp nhận. Hứa ứng cảm ơn, minh đạo đế phất phất tay, để nguyên hành bọn người lui ra, dò hỏi, thánh tôn nguyên dục, thật chỉ ở địa tiên giới xếp hạng 100 có hơn sao. Hứa ứng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, ngành tiếp minh đạo đế sáng tỏ ánh mắt. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, minh đạo đế biết hôm đó là ta tại viễn tổ trong nhục thân cùng hắn đối thoại. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói thánh tôn nguyên dục thực lực, có thể tại địa tiên giới đứng hàng top 10 đến 20 vị trí đầu. Địa tiên giới đã từng có một nhóm lớn cao thủ, như Phật Tổ, Thái Thanh Đạo Tổ, Ngọc Thanh Đạo Tổ bọn người đi theo Thúy Nham viễn phó bỉ ngạn, tăng thêm những người này nói, Thánh Tôn Nguyên dục thực lực hẳn là tại 10 tên bên ngoài. Minh Đạo Đế hiểu ý sai, suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu, nói, 10 tên có hơn, địa tiên giới cũng là cực kỳ không tầm thường. Thánh Tôn Nguyên dục tuy là man di, nhưng vậy mà bằng vào một thân đạo thương, tìm hiểu ra bỉ ngạn đại đạo chi diệu, một thân như vậy tài tình thế mà xếp tại 10 tên bên ngoài. Hắn không chịu được tán thưởng, nói nếu như địa tiên giới cao thủ đạt được bỉ ngạn đạo Pháp, thực lực tu vi không biết sẽ có bao lớn tiến bộ. Hứa ứng nói, bệ hạ, bỉ ngạn truyền đến đạo Pháp, tất nhiên có dấu lỗ thủng, không thể không đề phòng. Hắn nói đến đây, đột nhiên chỉ cảm thấy áp lực đột một tăng, trong lòng nghiêm nghị chẳng lẽ ta nói sai cái gì. Minh đạo đế mắt lộ ra sát cơ, cùng hắn ánh mắt gặp nhau, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, thất thanh nói, bệ hạ đã sớm biết bỉ ngạn công pháp có cửa sau. Minh đạo đế một thân khí tức đã sớm đem bốn phía thời không giam cầm, để thanh âm của hắn nửa điểm cũng truyền không đi ra, điềm nhiên nói, người nhìn ra bỉ ngạn trong công pháp cửa sau rồi. Không có khả năng, người chưa tu luyện tới đạo cảnh đệ bát trọng, còn chưa tiếp xúc đến bất hủ, không có khả năng nhìn ra bỉ ngạn công pháp bên trong cửa sau. Hứa ứng chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng mạnh, áp bách cho hắn khó mà vận chuyển công pháp tới đối kháng, tâm tư như điện quang hỏa thạch lưu truyền, bỗng nhiên biết minh đạo đế tâm ý. Bệ hạ, người chứng đạo bất hủ về sau, ý thức được bị ngạn truyền đến công pháp có sơ hở, nhưng người không dám lộ ra, e sợ cho bị bỉ ngạn biết được, sớm thu hoạch được long tộc. Hứa ứng con mắt càng ngày càng sáng tỏ, mà minh đạo đế trong ánh mắt sát khí càng ngày càng thịnh. Hứa ứng, ta cho là người chỉ là cái man di, không nghĩ tới người thế mà biết nhiều như vậy. Minh đạo đế phun ra một ngụm chọc khí, từ từ nói người để chẫm làm sao dám lưu ngươi hứa ứng lơ đĩnh cười nói ta sở dĩ biết nhiều như vậy là bởi vì ta trải qua thu hoạch thực sự nhiều lắm bị ngạn chơi mánh biệt tiên giới sớm đã chơi qua bị ngạn mặc dù chơi đến sớm hơn nhưng chúng ta cũng không kém bệ hạ sát khí kiềm chế một chút ta muốn không thở được minh đạo đế không có chút nào thu liếm sát khí bị ngạn đạo pháp có dấu cửa sau là thiên tiên giới bí mật người biết cái bí mật này chỉ có hai người hai người này đều là bất hủ cảnh tồn tại, một cái là hắn, một cái khác là thương trúc chân vương. Bí mật này nếu như truyền đi, chỉ sợ liền sẽ thiên hạ đại loạn, hắn tuyệt đối không cho phép người thứ ba biết bí mật này, huống chi người này hay là đến từ địa tiên giới man di. -Gi. Lúc này, minh mạn công chúa dẫn theo máu me nắm đấm, hướng bên này chạy tới, hương phấn nhảy cẫng nói, phụ hoàng. Tiểu sư phụ, ta đánh thắng, ta đánh thắng lúc trước khi dễ ta huynh đệ tỉ muội. Sau lưng của nàng, trong đế cung nói ít cũng có hơn ngàn vị bị nàng đánh ngã đế tử công chúa, thậm chí ngay cả tần phi nương nương đều không phải số ít, còn có không ít đế tử công chúa trốn ở trong góc âm u, run lẩy bẩy, e sợ cho bị nàng tìm được. Minh đạo đế đối với tiểu nữ nhi này cũng rất là cương chiều, lập tức thu liếm sát khí, đợi minh mạn công chúa chạy tới, liền sờ lên đầu của nàng, cười nói, mạn nhi, đánh thật hay. Người khác khi dễ chúng ta, liền muốn đánh lại, mặc kệ hắn là người ngoài hay là huynh đệ tỉ muội Người trước đi tắm một cái trên người máu, ta cùng người tiểu sư phụ còn có ít lời cần. Minh mạn công chúa xưng phải, về nhà tắm rửa thay quần áo đi. Hứa ứng có thể thở dốc, cười nói, bệ hạ có thể tiếp tục phóng thích sát khí. Minh đạo đế hừ một tiếng, nhưng không có theo hắn nói như vậy phóng thích sát khí, nói, người đem mạn nhi dậy bảo rất khá. Nhưng cửa hôn sự này, ta không đồng ý. Hứa ứng một mặt mờ mịt, không biết hắn vì sao lời nói xoay chuyển, nói đến việc hôn nhân lên. Hứa ứng vứt bỏ tạp niệm, phân tích nói, bệ hạ nếu biết bị ngạn đạo Pháp có dấu cửa sau, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tìm ra cửa sau này, nhưng mà bị ngạn truyền đến thiên tiên giới đại đạo cùng công Pháp thực sự quá nhiều, bệ hạ trí tuệ có cuối cùng, không có khả năng học được mỗi một loại đại đạo cùng công Pháp, càng không khả năng đem mỗi một loại đại đạo cùng công Pháp tăng lên tới bất hủ cảnh, từ đó phát hiện phía sau cửa. Minh đạo đế chắc hai tay sau lưng, nói, bị ngạn đại đạo ba nghìn, muốn hết thảy học được, căn bản không có khả năng hết thầy tu luyện tới bất hủ cảnh, càng là người si nói mộng. Cho nên bệ hạ cần ta man di này, đến đem thiên tiên giới long tộc thức tỉnh. Hứa ứng phỏng đoán ý đồ của hắn, nói, bệ hạ cần từ trên người ta, không đúng, là từ trên thân địa tiên giới, tìm kiếm được một con đường sống. Cho nên bệ hạ cứ việc bắt giữ tổ thần thánh tôn cùng viễn tổ, nhưng không có thống hạ sát thủ. Minh đạo đế trầm mặc một lát, nói ta muốn cho long tộc ngư một đầu đường lui nhưng là địa tiên giới đạo pháp thần thông cũng không phải là chọn lựa đầu tiên. Hắn lắc đầu nói, năm đó Thúy Nham có thể phá hủy tam giới, ta nếu là đi đến đường xưa, bị ngạn ném qua đến một khối Thúy Nham, hay là khó tránh khỏi diệt tuyệt hạ tràng. Hứa ứng mặt giãn ra cười nói, cho nên ta lấy man di thân phận, giết tới thiên tiên giới lúc, bệ hạ liền động tâm tư, muốn từ trên người của ta nhìn một chút địa tiên giới đạo pháp, có thể hay không thay thế bỉ ngạn đạo pháp. Minh đạo đế ánh mắt chấp động, nói, người sai ta muốn nhìn phải là, người dùng biệt tiên giới pháp môn học tập bỉ ngạn đạo pháp, phải chăng có thể chống cự bỉ ngạn thu hoạch. Bỉ ngạn không cách nào thu hoạch ngươi, chấm mới có thể động thay thế bỉ ngạn đạo pháp tâm tư. Hứa ứng nói, ta nếu là bị bỉ ngạn thu hoạch được đâu. Minh đạo đế nói, như vậy, chấm liền tiếp theo làm bộ không biết bỉ ngạn công pháp bên trong có dấu cửa sau, mặc cho bỉ ngạn thu hoạch. Dù sao, bỉ ngạn thu hoạch sẽ không cắt xong, hay là sẽ lưu lại một bộ phận hạt giống, chờ đợi lần sau thành thục tiếp tục thu hoạch hứa ứng nói nếu là bỉ ngạn không cách nào thu hoạch ta đây minh đạo đế nghiêm nghị nói chấm liền sẽ phổ biến địa tiên giới đạo pháp giải mã bỉ ngạn công pháp đại đạo phong cấm tất cả động nguyên, cắt đứt hết thảy bỉ ngạn thông đạo ai dám phản đối chấm liền chu ai cửu tộc hứa ứng mỉm cười thản nhiên nói lòng đế bệ hạ người biết đứng ở trước mặt ngươi chính là người nào không minh đạo đế ngơ ngẩn thử dò xét nói man di hứa ứng đứng ở trước mặt ngươi là địa tiên giới tân đạo đạo tổ hứa ứng hứa đạo tổ. Hứa ứng con mắt cũng cười đứng lên, lo lắng nói, ngươi long tử long tôn, bao quát bệ hạ ngươi, tương lai đều muốn tôn ta một tiếng tổ sư. Từ khi ta từ trong phần mộ phục sinh, liền sẽ không lại cho bất luận kẻ nào thu hoạch ta cơ hội. chương 1214, phụ tử đánh kép. Minh đạo đế đưa mắt nhìn hứa ứng rời đi, trầm ngâm thật lâu, thấp giọng nói tân đạo hứa đạo tổ A. À. Có thể trong thời gian thật ngắn, liền đem mãn nhi dậy bảo đến bây giờ trình độ, Tân đạo hoàn toàn chính xác không thể coi thường vụ hôn sự này a à, cũng không phải không thể hắn đột nhiên phát giác được giữa thiên địa có hai cố dị thường cường hoành khí tức khuấy động sử dụng đạo pháp tối nghĩa thậm chí gây nên thiên địa đại đạo dị thường ba động minh đạo đế trong lòng khẽ nhúc nhích bỗng nhiên thân hình lóe lên từ long đỉnh đế đồ biến mất hai cố khí tức này là ta lão ngoan cố kia phụ thân cùng thương trúc chân vương minh tuân đế chính là phụ thân của hắn. Vị này Long tộc đại đế năm đó đem hắn đưa lên cuối cùng một chiếc độ thế kim thuyền, chính mình nhưng lưu lại đến, khăng khăng muốn cùng tam giới cùng tồn vong. Minh đạo đế trải qua hiểm trở, mang theo may mắn còn sống sót tộc nhân trở về đằng sau, phát hiện thiên địa minh mông, vật phi nhân phi, toàn bộ thiên tiên giới bị sâu đạt ngàn dặm đạo hôi bao phủ. Hắn coi là Minh tuân đế đã chết, ở trên thuyền tộc nhân ủng hộ dưới, trở thành một đời mới Long đế. Nhưng là tại đằng sau mấy triệu trong năm Minh đạo đế nhiều lần phát giác được có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem chính mình, hắn mỗi lần ra ngoài tìm kiếm, nhưng thủy chung không thấy bọn rình dập tung tích. Hắn đã từng tìm khắp thiên tiên giới, cũng chưa từng tìm tới Minh Tuân đế bóng dáng. Nhưng là thiên tiên giới nội bộ lại có quan hệ với Minh Tuân đế nghe đồn, có người nói đã từng gặp được trong sương mù thái thượng hoàng, hoàn toàn thay đổi, có người hướng hắn đề cập Minh đạo đế, thái thượng hoàng nói tất sưng nhiệt chứng, tựa hồ đối với Minh đạo đế rất bất mãn. Về sau, minh đạo đế xuất lĩnh triều thần cẩn thận tìm kiếm tung tích của hắn quả nhiên phát hiện hắn lưu lại dấu vết để lại vị thái thượng hoàng này dường như tại mưu đồ bí mật phục hồi muốn cải biến thiên địa đại đạo để bây giờ thiên địa đại đạo khôi phục lại thời kỳ thái cổ việc này minh đạo đế tự nhiên đoạn không thể chịu đựng phá hủy minh tuân đế mấy lần mưu đồ từ đó về sau bọn rình dập liền biến mất không còn có đi xem qua hắn minh đạo đế nhanh như điện chấp hướng vùng đất nghèo nàn vạn long xào mà đi tâm tình của hắn phức tạp có chút không biết nên như thế nào đối mặt chính mình vị phụ thân này. Năm đó có phụ thân là anh hùng, bây giờ phụ thân lại khư khư cố chấp, có khả năng sẽ đem thiên tiên giới hoàn toàn chôn vùi. Đợi cho hắn đuổi tới vạn long sao, quả nhiên thấy thương trúc chân vương hóa thành chín cái đầu táng hóa thần long, cùng minh tuân đế tranh chấp, hai người đều là hiện nay trên đời người mạnh nhất, chiến lược ngập trời, thần thông đại đạo không thể tưởng tượng nổi chi cảnh địa phương. Cũng may mắn bọn hắn chiến đấu phát sinh ở vạn long sao phụ cận, nếu không thế tất sinh linh đổ thán, dù là đạo cảnh bát trọng trưởng lão đều khó mà gánh vác được bọn hắn thần thông dư ba minh đạo đế trần chờ một chút đang muốn tiến lên ngăn cản hai người đúng lúc này đột nhiên phát hiện một thân ảnh khác cũng đang quan sát thương trúc chân vương đánh với minh tuân đế một trận không khỏi trong lòng máy động thân ảnh kia có chút cao lớn ước chừng cao bốn năm trượng trời sinh một bộ cổ thần giống như thân thể hình thái như cùng nhân loại nhưng càng thêm tráng kiện gân khu giống như dấu vô tận thần lực chỉ là tên dị nhân này lại cho người ta một loại nho nhã cảm giác, tựa như đọc đủ thứ thi thư, học thức uyên bác. Dị nhân cũng đang quan chiến, đối với giao chiến hai người đạo Pháp tựa hồ có chút nghi hoặc, trên mặt lộ ra hoang mang chỉ ý. Lục dị nhân, minh đạo đế trong lòng kinh ngạc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lục dị nhân cũng phát giác được hắn đến, xa xa hạ thấp người ra hiệu, minh đạo đế có chút hoàn lễ, trong lòng kinh nghi không chừng, thiên tiên giới địa tiên giới giao thông đoạn tuyệt, hắn sao có thể tiến vào thiên tiên giới? Lục dị nhân hướng hắn đi tới, cười nói, Minh Đạo Huynh, đã lâu không gặp. Minh Đạo Đế hừ một tiếng, nói, lần trước Đạo Hữu đi không từ giã, khiến cho chấm có chút thương tâm. Lục Đạo Hữu khi nào đi vào ta thiên tiên giới. Trước đó không lâu, Lục dị nhân cười nói, Đạo Huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhờ phúc, nhờ phúc, Minh Đạo Đế nói, người năm đó lưu lại thương, chấm đã chữa khỏi, mà lại chấm trở nên so khi đó càng thêm cường đại. Hắn nói thật lâu chuyện lúc trước, khi đó bọn hắn đáp lấy độ thế kim thuyền quay về thiên tiên giới đi qua hai triệu năm long tộc dần dần trở nên thịnh vượng phát đạt từ tôn đông đảo văn minh lại hưng lúc này lục dị nhân đến thăm thiên tiên giới thiên tiên giới long tộc đều là cho là hắn là bỉ ngạn khách đến thăm bởi vậy ân cần chiêu đãi e sợ cho chậm trễ minh đạo đế tự mình khoản đãi lục dị nhân gặp hắn so với chính mình lớn tuổi gọi hắn là đạo huynh hai người giao lưu đạo pháp thần thông trò chuyện với nhau thật vui thẳng đến về sau Bị ngạn tới mấy vị quý khách, nói bỉ ngạn không có lục dị nhân nhân vật này, ép hỏi lục dị nhân từ đâu mà tới. Long Đình tức giận, thế là xuất thủ vây quét lục dị nhân, lại tử thương thảm trọng. Minh đạo đế tự mình xuất thủ, khi đó hắn mới vừa tiến vào bất hủ cảnh, bất quá lại bị lục dị nhân kích thương. May mắn được thương trúc chân vương kịp thời xuất thủ, lục dị nhân bị hai vị bất hủ tồn tại đả thương, không thể không rút đi. Long Đình biết thương thế hắn cực nặng, bốn phía lùng bắt nhưng mà lục dị nhân lại phảng phất từ thế gian bốc hơi đồng dạng triệt để vô tung vô ảnh trải qua trận này minh đạo đế mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chỉ là tại đằng sau mấy triệu trong năm hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt tên dị nhân này đến cùng đến từ nơi nào vì sao xuất hiện tại thiên tiên giới lục dị nhân cười nói đi qua lâu như vậy đạo huynh còn tại ghi nhớ lấy chuyện năm đó minh đạo đế ánh mắt rơi vào ngay tại giao phong minh tuân đế cùng thương trúc chân vương trên thân hư lạnh một tiếng, nói, người giả mạo bị ngạn thánh tộc, dụng ý khó dò, mà lại xuất thủ làm tổn thương ta, ta làm sao lại quên. Lục dị nhân cười nói, nếu không có các ngươi xuất thủ vây công, ta như thế nào lại thương tới các ngươi. Bất quá cho dù bị các ngươi vây công, ta cũng chưa thống hạ sát thủ, từ đầu đến cuối có lưu thể diện. Minh đạo đế nhớ tới năm đó tình hình, bọn hắn vây quét lục dị nhân, mặc dù trọng thương rất nhiều, nhưng chết ở trong tay hắn long tộc số lượng cũng rất ít, Hiển nhiên khi đó Lục Dị Nhân hoàn toàn chính xác khống chế xuất thủ cường độ, không đến bất đắc dĩ chỗ, sẽ không giết người. Bất quá, Minh Đạo Đế vẫn như cũ khó mà tiêu tan. Ngươi lần này trở lại Thiên Tiên giới, ý muốn như thế nào? Minh Đạo Đế hỏi, Lục Dị Nhân nghiêm mặt nói, năm đó ta đi vào Thiên Tiên giới, thấy các ngươi như bỉ ngạn đồng dạng táng hóa, hưng thịnh phát đạt bởi vậy đối với táng hóa chi lộ cực kỳ mong đợi, kỳ vọng biệt tiên giới nhân gian giới cũng có thể như các ngươi đồng dạng, toàn diện táng hóa. Minh đạo đế thần sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nghi ngờ nói, người đến từ địa tiên giới. Lục dị nhân lắc đầu, ta đến từ nhân gian giới. Minh đạo đế nghi hoặc vạn phần, nhân gian giới tại sao có thể có bỉ ngạn thánh tộc. Lục dị nhân không đáp, nói, năm đó ta bị đuổi ra thiên tiên giới về sau, biết rõ long tộc cường đại, biết địa tiên giới cùng nhân gian giới chắc chắn khó mà cùng long tộc đối kháng, sớm muộn sẽ rơi vào trong tay của các ngươi. Bây giờ long tộc, nịnh nọt, đối với cao các ngươi nhất đẳng bị ngạn thánh tộc húm núm, đối với thấp các ngươi nhất đẳng trùng tộc nô dịch trách. Ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, không thể để cho địa tiên giới cùng nhân gian giới rơi vào trong tay của các ngươi. Minh Đạo Đế nói, người nghĩ đến biện pháp, chính là giống thiên tiên giới một dạng, toàn diện táng hóa. Lục dị nhân nhẹ nhàng gật đầu, Minh Đạo Đế nói, năm đó, người ta giao lưu đạo Pháp, người thiên tài hơn người, tài tư mẫn tiệp, là ta gặp qua trí tuệ cao nhất người, khiến cho ta cực kỳ khâm phục chỉ là đi qua nhiều năm như vậy, vì sao tu vi cảnh giới của ngươi từ đầu đến cuối không có chứng đạo bất hủ? Lục dị nhân nói cơ duyên chưa tới. Minh đạo đế dò hỏi như vậy ngươi là có hay không nghĩ tới năm đó ta là bất hủ cảnh, ngươi lại là đạo cảnh bát trọng, vì sao ngươi có thể thắng ta một bậc? Lục dị nhân suy tư nói hơn phân nửa là bởi vì ta là bỉ ngạn thánh tộc, hoàn toàn chính xác cao các ngươi nhất đẳng. Minh đạo đế lắc đầu nói ngươi sai, nguyên nhân thực sự là chúng ta đi bỉ ngạn cầu học cầu tới không phải chân kinh, mà là không chọn vẹn pháp môn, cho nên ta bất hủ cảnh, người đạo cảnh bát trọng, ta thua với ngươi. Lục dị nhân ngạc nhiên, Minh Đạo Đế tiếp tục nói, về phần ngươi ta giao chiến qua đi 3 triệu năm, ngươi từ đầu đến cuối không thể chứng được bất hủ, là bởi vì ngươi học được cũng không phải chân kinh. Hắn nói đến đây, lục dị nhân tâm thần đại chấn, ngay tại hắn tâm thần loạn một sát na, Minh Đạo Đế rốt cuộc xuất thủ. Trường 1215, Minh Đạo Đế đi lại xâm nhập mà đến, đỉnh đầu từng tòa cổ lão không gì sánh được động nguyên nổi lên, so trí tôn động Uyên càng cường đại hơn, đạo lực gần như vô tận, lớn mạnh nó thân, để tu vi của hắn trong tích tắc liền tăng lên tới cực hạn, so tại trong đế cung lấy khí thế chân áp hứa ứng lúc càng thêm đáng sợ. Cùng một thời gian thương trúc chân vương cùng Minh Tuân đế một trận chiến cũng đến thời kỳ mấu chốt, sắp phân ra thắng bại. Lục dị nhân không cần nghĩ ngợi, cũng thôi động một tòa động Uyên, nghênh tiếp minh đạo đế công kích. Hai người chiêu pháp va chạm sát na, Lục Dĩ Nhân chỉ cảm thấy bây giờ Minh Đạo Đế so năm đó tu vi thâm hậu mấy lần, chính mình cái này 3 triệu năm khổ tu vậy mà không địch lại. Nhưng hắn lập tức liền phát giác được Minh Đạo Đế chiêu pháp bên trong sơ hở, không cần nghĩ ngợi, tìm khe hở mà công. Hai người chiêu pháp va chạm sát na, Lục Dĩ Nhân phá vỡ Minh Đạo Đế thần thông, tại Minh Đạo Đế ngược lưu lại một đạo sâu vài thấy xương vết thương, nhưng cũng bị Minh Đạo Đế thần thông chấn động đến khí huyết lưu động, ngũ tạng lục phủ như muốn xoay thành một đoàn minh đạo đế mượn hắn lực lượng phi tốc lui về phía sau tốc độ sau ngày bình thường càng nhanh cùng lúc đó cựu đế minh tuân cùng thương trúc chân vương hai người trưởng lực pha chạm riêng phần mình pháp lực bộc phát thương trúc chân vương quát lên một tiếng lớn điều vận tất cả động uyên lực áp cựu đế minh tuân nhưng vào lúc này minh đạo đế phi thân mà tới thế như trẻ tre giết vào thương trúc chân vương đạo cảnh bên trong một trưởng đem thương trúc chân vương một cái đầu chém xuống tới cùng một thời gian cựu đế minh tuân mượn lực đạn đi bay ngược mà đi nghênh tiếp thẳng hướng minh đạo đế lục dị nhân lục dị nhân đón đỡ hắn trưởng lực khí huyết lưu động càng thêm lợi hại một bên khác thương trúc chân vương gãy mất một cái đầu lập tức xoay người lại chiến minh đạo đế nhưng mà minh đạo đế cùng hắn vừa chạm liền tách ra thẳng thẳng hướng lục dị nhân đến mức bại lộ hậu tâm sơ hở thương trúc chân vương tám đầu nhãn tình sáng lên đang muốn đánh tới lại nghênh tiếp cựu đế minh tuân thế công ngón tay liên tục chỉ vào đánh vào cổ của hắn từng khối xương cốt chỗ nối tiếp mỗi đánh chúng một chỉ, liền gặp hắn sau cổ một khối xương cốt nhô ra. Cựu đế Minh Tuân liên tục hơn 10 chỉ, phế bỏ hắn một đầu cổ, đợi cho hắn hướng cựu đế Minh Tuân đánh tới, Minh Đạo Đế lại từ bỏ qua lục dị nhân đánh tới, cựu đế Minh Tuân thì thẳng ninh tiếp lục dị nhân. Ngắn ngủi một lát, trên chiến trường phong vân biến ảo, cựu đế Minh Tuân cùng Minh Đạo Đế hai cha con không đoạn giao đổi đối thủ, vậy mà đem lục dị nhân cùng thương trúc chân vương đánh cho liên tục thổ huyết, thương thế càng ngày càng nặng. Cha hắn tí nhị người, minh đạo đế chiêu pháp thần thông không bằng lục dị nhân cựu đế minh tuân chiến lực không bằng thương trúc chân vương nhưng hết lần này tới lần khác đem hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đánh cho chật vật không chịu nổi lục dị nhân đột nhiên thân hình nhảy lên nhảy vào hư không biến mất không thấy gì nữa thương trúc chân vương lại bị đánh gãy hai cái đầu cũng hốt hoảng chạy trốn nghiêm nghị kêu lên xúc sinh phụ tử ta với các ngươi không xong minh đạo đế dự định đuổi theo nhưng cựu đế minh tuân nhưng không có cất bước đành phải cũng dừng lại hắn hai cha con liên thủ, có thể đối phó trong hai người này bất kỳ một người nào, cũng có thể đồng thời đối phó hai người, nhưng cựu đế Minh Tuân không đuổi mà nói, chính mình đuổi theo chính là chịu chết. Huống chi thương chúc chân vương cùng lục dĩ nhân phương hướng bỏ chạy, là cùng một cái phương hướng, đuổi theo chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Trên cánh đồng hoang, hai cha con đứng tại trong gió tuyết, hai hai đối mặt. Qua thật lâu, cựu đế Minh Tuân khóe miệng giật giật, nhiệt tử. Minh đạo đế lộ ra dáng tươi cười, khóe miệng ý cười càng lúc càng lớn. Cựu đế Minh Tuân trên khuôn mặt băng tuyết tan ra, cũng lộ ra dáng tươi cười. Hai cha con cười ha ha, tiếng cười vang vọng băng nguyên. Minh đạo đế đi ra phía trước, phụ tử ôm nhau, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Long đình trong đế đô, ẩn nguyên tử đệ tử hồng ba trái ôm phải ấp, ngăn đón long nữ hưởng hết tề nhân chi phúc, đúng lúc này, đột nhiên trong phòng thêm ra một người. Công tử hồng ba trong lòng giật mình, lập tức đứng dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch đã thấy người tới cũng là một cái dị nhân, thân thể cao lớn, cực kỳ bất phàm, chỉ là không biết sao mà cùng hứa ứng kia phong cách tương cận y phục, tóc cũng là như thế, khiến cho hắn nhìn chỉ cảm thấy dở dở ương ương. Người chính là thiên thừa tướng Nguyên Hanh mời đến đối phó hứa ứng bỉ ngạn cao thủ. Dị nhân kia dò xét công tử Hồng Ba, lắc đầu cười nói, người không biết hứa ứng lợi hại, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Công tử Hồng Ba hạ thấp người nói, xin hỏi đạo huynh là. Dị nhân kia nói, ta chính là lục dị nhân, sau ngươi sớm mấy năm đi vào tam giới. Hứa ứng chính là địa tiên giới tân đạo đạo tổ, thực lực mạnh mẽ, đạt được địa tiên giới thiên đạo gia trì, đạo cảnh thất trọng liền có được đạo cảnh bát trọng đỉnh phong thực lực. Ngươi nếu là khinh địch, thua không nghi ngờ. Công tử Hồng Ba Kinh ngạc nói, thực lực của hắn, có thể cùng đạo cảnh bát trọng so sánh. Lục dị nhân nói, ngươi nếu muốn thắng hắn, mấy ngày nay chỉ cần không gần nữ sắc. Đạo pháp thần thông của ngươi, cũng chỉ cần lại mài rũa một chút. Cái này hứa ứng, là trong núi thầy biển máu bỏ ra tới, khinh địch hẳn phải chết. Công tử Hồng Ba đẩy ra một đám long nữ, sắc mặt nghiêm nghị, bái nói, xin mời đạo huynh chỉ giáo. Minh Mạn Công Chúa trong phủ đệ, hứa ứng cùng Minh Hy Đế Tử. Minh Mạn Công Chúa tiếp tục thảo luận đạo pháp. Qua hai ngày, Minh Hy Đế Tử nói, người ta đại chiến sắp đến, riêng phần mình đều cần lắng động một hai, cáo từ. Hứa ứng gặp hắn trên người có thương, liền không có giữ lại, cười nói ta cũng cần một hai ngày thời gian nghiên cứu thái nhất đại đạo quân câu kia chân truyền. Minh Hy đế tử thật sâu liếc hắn một cái nói, như vậy, sau ba ngày trận chiến kia, cầu xin hứa đạo hữu nhất định phải thủ thắng. Hứa ứng nao nao, không rõ ý nghĩa, Minh Hy đế tử rời đi, Minh Mạn công chúa biết hứa ứng muốn tại sau ba ngày quyết chiến, liền không dám quấy rối hắn, hứa ứng mừng rỡ thanh tịnh, yên lặng tại thái nhất đại đạo quân câu kia chân truyền bên trong, dần dần nhập đạo. Đạo Pháp này, giải thích đại đạo biến hóa chi diệu, là thái nhất đại đạo cơ sở, hứa ứng thổi nhỏ tu hành thái nhất, cho tới giờ khắc này mới phát giác được chính mình vừa mới nhập môn. Hắn thấm nhuần câu kia chân truyền, lập tức chỉ cảm thấy thái nhất đại đạo ảo diệu ùn ùn kéo đến, các loại đại đạo luân chuyển biến hóa chi diệu, dần dần rõ ràng sáng tỏ, không còn thần bí như vậy. Đỉnh đầu của hắn, từng tòa tứ trọng ngũ trọng động nguyên, không ngừng tăng lên đến đệ thất trọng, âm dương, ngũ hành, vũ thanh, chủ quang các loại động nguyên, lần lượt trở nên không gì sánh được rộng rãi. Đến ngày thứ ba, chỉ gặp hắn động nguyên số lượng càng ngày càng ít, hắn nguyên bản có 36 tòa động nguyên, giờ phút này trừ thái nhất bên ngoài, còn có hỗn độn, hồng mông, vô cực, luân hồi, cùng võ đạo, cái này lục đại động nguyên. Chỉ là trong lục đại động nguyên này, lấy thái nhất quảng đại nhất, chỉ này một tòa động nguyên, liền thắng qua mặt khác động nguyên đếm không hết. Thái nhất có thể đồng hóa âm dương, thái cực, ngũ hành, cửu cung các loại đại đạo, thậm chí ngay cả tạo hóa đại đạo cũng có thể bao dung, vì sao không thể cùng hóa hỗn độn, hồng mông, vô cực luân hồi. Hứa ứng suy tư, chẳng lẽ là bởi vì những đại đạo này có thể tới đặt song song, đồng dạng cũng cực kỳ cao đẳng. Như vậy võ đạo lại là chuyện gì xảy ra? Tiên thiên đại đạo, không cách nào dung nạp hậu thiên đại đạo. Hắn ngay tại suy tư, bên ngoài truyền đến minh mạn công chúa thanh âm, tiểu sư phụ, đã đến giờ. Hứa ứng đứng dậy, đi ra ngoài, minh mạn công chúa nhìn thấy hắn, không khỏi khẽ giật mình, lại trên dưới dò xét mấy lần, chỉ cảm thấy lần này hơn hai ngày thời gian ngộ đạo, hứa ứng dường như thoát thai hoán cốt đồng dạng có một loại cực kỳ thoát tục khí chất hứa ứng cười nói minh mạn đang nhìn cái gì minh mạn công chúa sắc mặt đỏ lên vội vàng nói tiểu sư phụ chúng ta đi đánh kakata nàng ở phía trước dẫn đường đột nhiên ửng đỏ bay lên gương mặt lấy hết dũng khí nói tiểu sư phụ có ý chung nhân sao có hứa ứng cười nói minh mạn công chúa sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch sau một lúc lâu lại nói để ý lại nhiều một cái a à. Chương 1216, chiến lược ngập trời. Hứa ứng cười nói, ta là không để ý, bất quá nàng để ý. Ta có khác người thương tại địa tiên giới, ngươi nếu là có thể để nàng đồng ý, hết thảy dễ nói. Minh Mạn công chúa nhãn tình sáng lên, nàng rất biết đánh nhau sao? Long Hoa thành kẻ lái thuyền đụng người, là vậy? Minh Mạn công chúa nghe vậy, không có chút nào hù đến, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, nói, đệ tử nhất định chuyên cần khổ luyện, sớm ngày thuyết phục nàng. Hứa ứng cười ha ha, một thân nhẹ nhõm. Lúc này Long đỉnh đế đồ đã sớm người ta tấp nập, khắp nơi đều là Long tiên, đều đang đợi trận chiến này. Thậm chí còn có không ít Long tiên là từ vùng đất biên tùy vội vàng chạy đến, vì chính là mắt thấy hứa ứng cùng đế tử quyết đấu. Trận chiến này, không chỉ có là hai người thắng bại, đồng dạng cũng là địa tiên giới cùng thiên tiên giới đạo pháp mạnh yếu một trận chiến. Long tộc đối với bỉ ngạn đạo pháp tín nhiệm, đối với táng hóa tín nhiệm, đều tụ tập trong trận chiến này thiên thừa tướng Nguyên Hanh không có đem trận chiến này an bài ở trong tiểu chư thiên, Long đỉnh cao thủ nhiều như mây, chiến lực có thể địch trí tôn lấy ngàn mà tính, có thể ở trong hư không khai thác thế giới, diễn hóa tiểu chư thiên. Nhưng tiểu chư thiên khó có thể chịu đựng hứa ứng, đế tử Minh Hy cao thủ như vậy thần thông trùng kích. Bởi vậy Nguyên Hanh sớm liền sai người đem Long đỉnh đế đô vùng ngoại ô cư dân rời đi, đưa ra vạn dặm chi địa, tứ phía tế lên pháp bảo sơ thiên bảo tháp. Bảo vật này tế lên đằng sau, cao tới ngàn trượng, đứng ở không trung hoặc là trên đại địa, mặc dù không có bao nhiêu uy lực, nhưng am hiểu nhất chính là hấp thu thần thông, pháp bảo uy lực. Đừng nói hứa ứng, minh y đế tử hai người chỉ là đạo cảnh thất trọng, liền xem như đạo cảnh bắt trọng, nó thần thông uy lực cũng vô pháp xông ra 108 tòa sơ thiên bảo tháp bao phủ. Long tộc cần dùng cái này một trận chiến, đến vãn hồi toàn diện táng hóa tràn ngập nguy hiểm thanh danh. Chỉ là ai cũng không biết, minh y đế tử sớm đã không phải cái kia có thể quyết định chiến cuộc người, lòng tộc các trưởng lão đã đem hy vọng ký thác vào bỉ ngạn tới công tử Hồng Ba trên thân. Hứa ứng cùng Minh Hy đế tử đi tới, vô số đôi mắt tập trung ở hai người bọn họ trên thân, đột nhiên một thanh âm kêu lên, đánh chết địa tiên giới Man Di. -Gi. Nương theo lấy cái này âm thanh gọi, là một đạo bay tới hàn quang, bá một tiếng chém trên người hứa ứng. Đó là một ngụm cốt long bảo kiếm, cực kỳ sắc bén, uy lực bá đạo, nhưng đụng trên người hứa ứng liền đùng đùng nổ tung, nát không còn một mảnh. Minh mạn công chúa giận tím mặt, nhún người nhảy lên giết vào bầy rồng, đem tế kiếm đánh lén hứa ứng cái kia long tiên sách đi ra hành hung một trận, quát đánh lén sư phụ ta, là muốn để cho ta thủ tiết sao. Cái kia long tiên bị nàng đánh cho xương cốt đứt gãy, ngất đi. Minh mạn công chúa lúc này mới chú ý tới bốn phía ánh mắt bất thiện, những long tiên kia nhìn chằm chằm nàng, từ từ sông tới, nơi này còn có một cái tiểu man di. Đánh chết nàng, một đám long tiên cùng nhau tiến lên, đem minh mạn công chúa bao phủ. Minh mạn lúc này mới nhớ tới, chính mình bởi vì muốn thông đồng sư phụ của mình, cho nên hóa thành nhân loại thiếu nữ bộ dáng, cũng không phải là long tộc công chúa, cho nên những này long tiên mới dám hướng mình thống hạ sát thủ. Bất quá, muốn thắng qua sư nương, trở thành sư nương, không ăn chút khổ sao có thể thành. Nàng hưng phấn không hiểu, viễn tổ huyết mạch bộc phát, cùng những long tiên kia giết làm một đoàn. Lão long, nữ tử này không hỏng, tại người hậu đại bên trong, xem như huyết mạch nhất tinh khiết. Tổ thần thanh âm truyền đến, hứa ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tổ thần, viễn tổ Đại Long cùng tiểu man di thánh tôn cùng nhau đi tới. Trong ba người này, tổ thần cùng viễn tổ có long nữ hầu hạ, duy chỉ có thánh tôn mang theo xiềng chân còng tay, các loại phong ấn treo ở trên thân. Đại khái là bởi vì đánh minh hy đế tử nguyên nhân, long tộc mới đối với hắn như vậy nghiêm phòng tử thủ. Hứa ứng lắc đầu, bực này phong ấn thủ đoạn, há có thể phong được thánh tôn. Thánh tôn học thức quá uyên bác, căn bản không có khả năng bị những phong ấn này vây khốn, sở dĩ mang theo xiềng chân còng tay, đơn giản là đánh không lại một ít tu vi cao thâm long tộc trưởng lão cùng minh đạo đế mà thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào tổ thần trên thân, chỉ gặp tổ thần bước chân rơi xuống, mặt đất liền bắt đầu phù phiếm. Hứa ứng nhãn tình sáng lên, tổ thần thực lực tu vi hoàn toàn khôi phục, không đúng, phải nói, hắn so năm đó thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn. Dưới chân bọn hắn đại địa, là hạ trọn vẹn một triệu năm đạo hôi hình thành đại địa. Tổ thần dẫm lên trên, mặt đất phù phiếm, nói rõ hắn đã nắm trong tay thiên tiên giới thiên đạo, tùy thời có thể lấy đem bao phủ thiên tiên giới đạo hôi một lần nữa hóa thành thiên đạo loại này thiên đạo cũng không phải là thái cổ long bình thời kỳ thiên đạo mà là đã trải qua ngàn vạn năm ma luyện tân thiên đạo tổ thần lần này tăng lên cực nhanh không uổng công ta một phen dạy bảo hứa ứng có chút vui mừng hắn truyền cho tổ thần thiên đạo nhưng thật ra là đến từ cựu đế minh tuân nhưng dù sao cũng là hứa ứng truyền bởi vậy hứa ứng chủ động đem công lao nắm ở trên người mình lục dị nhân hắn đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc không khỏi ngơ ngẩn lục dị nhân nghênh tiếp ánh mắt của hắn hướng hắn mỉm cười gật đầu hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu thầm nghĩ địa tiên giới cùng thiên tiên giới giao thông đã đứt hắn là thế nào tiến vào thiên tiên giới chẳng lẽ là từ âm gian tới thiên tiên giới thiên đạo khôi phục rồi ra đầu hắn run lên đột nhiên bước chân dừng lại thiên tiên giới trong chớp mắt từ trước mắt hắn biến mất thân thể của hắn rơi xuống đã đến thiên tiên giới âm gian tổ thần tu vi khôi phục quả nhiên để âm gian xuất hiện Bất quá để hắn thư một hơi chính là, thiên tiên giới âm gian mặc dù bởi vì thiên đạo khôi phục mà khôi phục, nhưng đến nay chưa cùng địa tiên giới tương liên. Hứa ứng thân hình lại từ xuất hiện tại Long Đình đế đô bên ngoài, kinh ngạc phi thường, hắn không phải từ âm gian tới, chẳng lẽ còn có mặt khác con đường có thể tiến vào thiên tiên giới. Chờ một chút, ta hiểu được, ánh mắt của hắn rơi trên người lục dị nhân, thầm nghĩ, trên người hắn có một kiện lấy thúy nham là chất liệu, luyện chế mà thành pháp bảo. Hắn là tịch thứ pháp bảo, xuyên thẳng qua vãng lai tam giới. Lục dị nhân bên người còn có một cái dị nhân, thể phách cao lớn, cùng lục dị nhân đặt song song. Hứa ứng cùng vị dị nhân kia ánh mắt gặp phải, lập tức cảm giác được dị nhân kia trong mắt chiến ý hừng hực, tựa như giống như dã thú, xâm lược cảm giác cực mạnh. Gia hỏa này, dáng dấp mau hùng một dạng, vì sao đối với ta sát ý nặng như vậy? Hứa ứng loáng thoáng cảm thấy người này khí tức có chút quen thuộc, nhưng là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua tương tự khí tức, thế là liền không để trong lòng. Dù sao năm đó hắn giết thất huyền công tử thời điểm, giết đến không gì sánh được lưu loát, không có ghi lại thất huyền công tử khí tức. Lúc này, lòng đế minh đạo giáng lâm, khi áp tại chỗ, để bốn phía tiếng ồn ào dần dần ngừng, chỉ có minh mạn công chúa còn tại cùng một đám long tiên chém giết, đánh cho thiên băng địa liệt. Minh đạo đế thấy thế, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn nữ nhi này nguyên bản một mực rất khéo léo, xưa nay không thích đánh nhau, cũng không gây chuyện thị phi, nàng luôn luôn một cái gặp cảnh khốn cùng bị người khi nhục bởi vậy hắn mới như vậy yêu thương nhưng từ khi theo hứa ứng đánh liền không có từng đứt đoạn minh đạo đế nhìn chung quanh một vòng ánh mắt rơi ở trên thân lục dị nhân hai người ánh mắt tiếp xúc lục dị nhân mỉm cười không có lên tiếng thương chúc chân vương không ở bên cạnh hắn như vậy nhất định núp trong bóng tối hai người một sáng một tối lẫn nhau phụ tá lẫn nhau tiếp ứng quả nhiên âm hiểm minh đạo đế thu hồi ánh mắt một cái âm thầm che giấu bất hủ tuyệt đối cực kỳ đáng sợ nhưng may mắn cha con chúng ta cũng đồng dạng âm hiểm minh đạo đế thầm nghĩ thái thượng hoàng giờ phút này cũng ẩn thân chỗ tối hiện tại liền xem ai sẽ động thủ trước thiên thừa tướng nguyên hanh vội vàng đi vào hắn trước mặt nói bệ hạ minh đạo đế trầm giọng nói có thể bắt đầu nguyên hanh sưng phải thẳng lên thân eo tiếng như kinh lôi truyền khắp khắp nơi hiện có man di hứa ứng từ địa tiên giới đường xa mà đến cầu ta thiên tiên giới bỉ ngạn pháp môn hứa ứng hung ngoan tại ta thiên tiên giới đã thương người, nhưng bệ hạ có thương tài lòng yêu tài, bởi vậy ân hứa hắn gặp một lần ta thiên tiên giới bị ngạn diệu pháp. Hôm nay trận đầu, Minh Hy Điện Hạ dạy bảo man di hứa ứng. chương 1217, hứa ứng bật cười, thầm nghĩ nếu không có Minh Hy truyền ta một câu chân truyền, chỉ dựa vào nguyên hành câu nói này, ta liền có thể đem Minh Hy đế tử đánh chết. Thiên tiên giới cũng là thái bình lâu ngày, thế mà tuyển ra như thế cái thiên thừa tướng. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh nói, Minh Hy Điện Hạ, xin mời. Minh Hy đế tử đi vào giữa sân, nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói, trận chiến ngày hôm nay, không làm xác định bỉ ngạn đạo Pháp, địa tiên giới đạo Pháp yêu khuyết, cũng không vì xác định long tộc cùng nhân tộc yêu khuyết, mà là ta Minh Hy cùng hứa ứng hứa đạo hữu giao lưu đạo Pháp thần thông, nghiệm chứng lẫn nhau ai mạnh ai yếu. Điện Hạ hảo khí phách, một đám long tiên nhao nhao tán dương, Điện Hạ trạch tâm nhân hậu, man di hứa ứng nghe, còn không nhanh tự sát tả tội. Minh mạn công chúa giận dữ, thẳng hướng những này long tiên, trong lúc nhất thời lại là hỗn loạn tương bừng. Minh Nghi đế tử nói, hứa đạo Hữu mời. Hứa ứng đi vào giữa sân, cười nói, điện hạ, xin mời. Minh Nghi đế tử tế lên tám tòa động uyên, bước chân di động, thôi động minh đạo đế chỗ thủ công pháp, trong chớp mắt liền đem tu vi tăng lên tới cực hạt hắn điều vận thái nhất đại đạo, nhất thống mặt khác các loại đại đạo, khí thế chi thịnh, thậm chí ngay cả cái kia 108 tòa sơ thiên bảo tháp đều không chấn áp được thiên thừa tướng nguyên hanh bọn người vừa mừng vừa sợ nguyên bất quy vội vàng đi vào nguyên hanh bên người thấp giọng nói điện hạ mấy ngày nay thực lực tu vi tiến nhanh coi như không đi xin mời hồng ba công tử điện hạ chỉ sợ cũng có thể tùy tiện chiến thắng nguyên hanh cười nói ta chỗ nào có thể biết trước biết loại sự tình này bọn hắn lại không biết minh nghi đế tử mấy ngày nay cùng hứa ứng giao lưu nhận được hứa ứng chỉ điểm tại trên đạo pháp kiến giải lại lên một tầng nữa sau đó bế quan ba ngày rốt cục có không nhỏ đột phá Minh đạo đế thấy thế, cũng âm thầm gật đầu, đối với Minh Hy có chút mong đợi, thầm nghĩ, hắn đi bỉ ngạn cầu học trở về, luôn luôn tự cao tự đại, bây giờ cuối cùng học được nội liếm. Trong lúc nói chuyện, hai người thần thông bộc phát, Minh Hy đế tử nguyên bản trong lòng treo lấy một sợi dây, e sợ cho mình bị hứa ứng đánh bại, nhưng mà hai người chiêu pháp và chạm sát na, Minh Hy trong lòng dây cung kia giãn ra, nguyên lai hứa ứng tu vi, cũng không cao hơn ta ra bao nhiêu hắn lúc trước luôn luôn lo lắng cho mình ở trong tay hứa ứng một chiêu bị thua làm mất mặt minh đạo đế mặt lúc này mới buông lỏng một hơi ta bại ở trong tay thánh tôn luôn luôn cầm thánh tôn thực lực để cân nhắc hứa ứng hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi thánh tôn thực lực tu vi xa cao minh hơn hứa ứng đáy lòng của hắn buông ra trên tay cũng từ buông ra các loại bỉ ngạn thần thông thi triển ra lôi kéo khắp nơi bay là tả phiêu giật đem các loại thần thông ảo diệu thi triển đi ra uy lực lại có càng ngày càng mạnh chi thế hứa ứng cũng là điều vận các loại động uyên, cùng hắn chống lại, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bốn phía quan chiến Long Tiên không kịp nhìn, chỉ gặp hai người ở mảnh này trong chiến trường thân hình như quỷ mị tới lui, các loại uy lực trí cương trí mãnh chiêu pháp va chạm. Bọn hắn chỉ có thể nhìn ra Minh Hy đế tử chiến lực càng ngày càng cao, thần thông uy lực càng lúc càng lớn, mắt thấy liền có thể đem hứa ứng đánh chết. Nhưng này cái man gì thế mà thần thông uy lực cũng tại nước lên thì thuyền lên, luôn luôn có thể đem Minh Hy đế tử công kích ngăn lại. Minh Hy đế tử càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, chính mình thân này tiềm năng cùng trí tuệ, hết thảy đều bị hứa ứng ép ra ngoài. Càng thêm mấu chốt chính là, áp lực này vừa đúng, hắn ở trong chiến đấu ngộ ra diệu pháp đằng sau, có đầy đủ thời gian đem diệu pháp hoàn thiện, thoải mái lâm ly thi triển đi ra. Chính là loại này thoải mái, để hắn không ngừng tìm hiểu ra tốt hơn thần thông, đem đạo pháp vận dụng đến càng thêm tinh diệu. Nguyên hanh, nguyên bất quy, Mạnh tam thông các loại trưởng lão cũng là thấy mặt mày hớn hở, từng cái gật đầu vê dâu, tán thưởng không thôi. Chỉ có minh đạo đế thở dài, đã là vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, hứa đạo tổ lần này nhận chiêu, trợ hy nhi tăng lên đạo hạnh cùng thực lực, là ta thiếu hắn một cái nhân tình. Trận đại chiến này tại người khác trong mắt lộ đầy vẻ lạ, nhưng rơi vào hắn bực này bất hủ cảnh tồn tại trong mắt, liền có thể phát hiện hứa ứng nhiều lần đổ nước. Minh hy đế tử càng chiến càng mạnh, thét dài liên tục, thôi động táng hóa, thực lực tu vi lại có kinh người tăng lên. Nhưng vẫn là cùng hứa ứng chiến cái tương xứng. Đến một bước này, Minh Hy đế tử rốt cuộc tình ngộ cũng không phải là hắn không có khả năng thắng qua ta, mà là hắn đang chỉ điểm ta. Hắn tại lưu cho ta chút mặt mũi, hai người lại giao phong hơn trăm chiêu, cuối cùng hứa ứng cực kỳ nguyễn cưỡng thắng một chiêu, đem Minh Hy đánh bại. Bốn phía, thiên tiên giới Long Tiên hoàn toàn yên tĩnh, không biết có bao nhiêu thất lạc. Hứa ứng sắc mặt nghiêm túc, khen, điện hạ thần thông hơn người, pháp lực thông thiên, tài hoa trí tuệ, đều làm cho người kính phục. Ta chỉ là may mắn thắng ngươi một chiêu, nếu như lại đọ sức một lần, ta liền chưa hẳn có thể thắng được điện hạ. Minh Hy đế tử nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ nghe bên ngoài sân man không minh tiếng kêu truyền đến, bậc thang. Là bậc thang, Minh Hy đế tử lập tức tỉnh ngộ, thoải mái cười một tiếng, nói thua chính là thua, tại hạ tài nghệ không bằng người, hứa đạo hữu đạo pháp hoàn toàn chính xác càng cao minh hơn. Minh hi đa tả hứa đạo hữu chỉ giáo, tương lai nếu như có thành tựu nhất định sẽ đến lĩnh giáo hứa ứng cười ha ha một tiếng dễ nói dễ nói đúng lúc này chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang công tử hồng ba từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi xuống tại giữa hai người cười lạnh nói man di hạng người dùng biệt tiên giới man di đạo pháp cũng xứng cùng bỉ ngạn đạo pháp quyết thắng minh Hy chỉ là hạng người vô năng bỉ ngạn đạo pháp có lẽ còn là do bỉ ngạn người đến thi triển Hứa ứng lập tức tỉnh ngộ, khó trách Minh Hy Điện Hạ muốn ta nhất định phải chiến thắng, thì ra là thế. Hắn biết mình thất bại, bởi vậy truyền ta một câu kia thái nhất chân truyền, để cho ta phải tất yếu chiến thắng bỉ ngạn to con này. Công tử Hồng Ba trầm giọng nói, bất hủ chân vương ẩn nguyên tử môn hạ Hồng Ba, đến là thất huyền sư đệ báo thù, đến là bỉ ngạn đạo pháp chính danh. Hắn nhìn chung quanh một tuần, thanh âm cuồn cuộn, hôm nay, ta phải dùng thực lực của ta nói cho các người biết, bỉ ngạn đạo pháp chân truyền, tại bỉ ngạn không tại các ngươi long tộc trong tay các ngươi long tộc cũng là thấp kém chủng tộc dạy các ngươi các ngươi cũng học không được chỉ có đến từ bỉ ngạn công tử mới chính thức nắm giữ bỉ ngạn đại đạo hứa ứng mỉm cười nói ta nhớ được khí thức của ngươi khí thức của ngươi cùng cái kia gọi là thất huyền bỉ ngạn dị nhân khí thức một dạng thất huyền bị ta một quyền oanh sát không gì hơn cái này công tử hồng ba mắt lộ ra hung quang thất huyền sư đệ học nghệ không tinh chết chưa hết tội ta còn cắt ra đầu của hắn. Hứa ứng mỉm cười nói, do xét sọ não của hắn. Công tử Hồng Ba giận không kềm được, thôi động bỉ ngạn đạo Pháp, nhưng ngay lúc này, một cỗ dung chuyển trời đất khí tức từ hứa ứng thể nội bộc phát, so thực sự cùng Minh Hy đế tử một trận chiến lúc mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Hứa ứng thân Pháp vận chuyển, tựa như khai thiên tích địa cự thần, thân thể hướng về sau dơ lên, lập lòe phủ quang, từ giữa hai tay mà sinh, vung lên khai thiên chi phủ ẩm vang đánh xuống. Phủ quang khắp nơi, Đại đạo oanh minh tỏa ra ánh sáng lung linh. Công tử hồng ba nghinh tiếp một kích này, sắc mặt đột biến, vội vàng thôi động thần thông phong cản. Oanh phủ quang rơi xuống, thần thông của hắn trong khoảnh khắc phá diệt, hào quang sáng tỏ đem hắn sau lưng đại địa cắt ra. Một đạo cái khe lớn răng rắc răng rắc rung động, dọc theo mấy ngàn dặm trải qua một tòa sơ thiên bảo tháp. Tòa kia sơ thiên bảo tháp lại cũng không thể hấp thu một kích này uy năng, bảo tháp răng rắc một tiếng bị đánh thành hai nửa. Công tử hồng ba hai tay kẹp lấy phủ quang bị phủ quang ép tới phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, phủ quang cắt vào sọ não của hắn, chậm rãi ngừng. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả long tiên đều ngơ ngác nhìn một màn này. Một chiêu, chỉ một chiêu, đến từ bị ngạn công tử liền thất bại thảm hại, chương 1218, triệt để phá hủy. Thiên thừa tướng nguyên hành các loại long tộc trưởng lão thấy thế, sắc mặt kịch biến, nhao nhao phi thân lên hướng giữa sân chạy đi, cùng kêu lên hét lớn, dưới dìu lưu người. Không được bị thương hồng ba công tử, những này long tộc trưởng lão thấp thỏm lo âu, lần trước bởi vì công tử thất huyền cái chết, long đình cũng đã tiếp nhận rất lớn áp lực, bị ngạn một mực thúc giục bọn hắn giao ra hung thủ. Vì việc này, bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Hiện tại nếu như hồng ba công tử nếu là cũng bị hứa ứng giết, bọn hắn liền càng không cách nào hướng bị ngạn bàn giao. Hứa ứng gặp bọn họ vào tới, lập tức lui lại một bước, tán đi tích địa thần thông. Nguyên hanh, nguyên bất quỳ bọn người xông lên phía trước, đem công tử hồng ba bao bọc phây quanh, bảo hộ ở trung ương. Công tử Hồng Ba thân thể run rẩy, hứa ứng một chiêu này tích địa pháp, chém vào trong đầu óc của hắn, trong thần thông tích chứa đại đạo ý cảnh, đã xâm nhập đầu óc của hắn, chém vào đạo tràng của hắn, ngay tại trong cơ thể của hắn tàn phá bừa bãi. Một búa này cố nhiên bị hắn ngăn lại, nhưng đạo thương sự nghiêm trọng, lại vượt quá tưởng tượng. Hứa ứng thái nhất đại đạo dung hợp 30 loại đại đạo, để một chiêu này uy lực tăng lên to lớn, uy lực như thế thần thông, đừng nói tam giới, liền xem như bị ngạn, cũng cực kỳ hiếm thấy. Thắng bại đã phân, hứa ứng quay người hướng chiến trường đi ra ngoài, thản nhiên nói, coi như không có các vị trưởng lão nhúng tay, cũng không có làm hạ thấp đi cần thiết. Cái gọi là bỉ ngạn đạo Pháp, cái gọi là tám hóa, không gì hơn cái này, vẫn còn so sánh không lên ta địa tiên giới man di đạo Pháp thần thông. Thanh âm của hắn trong veo, truyền khắp khắp nơi, làm cho tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Ngươi, công tử Hồng Ba muốn đứng dậy ngăn cản hắn, Đầu suýt nữa vỡ ra, vội vàng quỳ gối nguyên địa. Nguyên Hành dự định nâng hắn đứng lên, Hồng Ba vội vàng nói, không thể. Nguyên Hành vội vàng rút tay về, kinh nghi bất định. Hứa ứng mặc dù tán đi thích địa thần thông, nhưng một chiêu này đạo cảnh đã cắt vào Hồng Ba thể nội, ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hư, nếu là áp chế không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại tư thế vừa đúng, bất động mà nói, còn có thể ngăn chặn tích địa thần thông, nhưng chỉ cần hơi động đậy, thần thông uy lực liền sẽ ở trong cơ thể hắn bộc phát. Nguyên lai bị ngạn công tử, còn không bằng Minh Hy Điện Hạ. Một vị long nữ nhịn không được nói, Minh Hy Điện Hạ có thể cùng hứa ứng đại chiến hơn 200 cái hội hợp, một chiêu vô ý lúc này mới bị thua bị ngạn công tử lại ngay cả hứa ứng một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn so Minh Hy Điện Hạ kém xa, có gì mặt mũi nói mình chúng ta long tộc là thấp kém chủng tộc. Lại có người cười nói, ta nghe nói công tử Hồng Ba Phủ xuống thời giờ, nói khoác mà không biết ngược, để minh hy điện hạ trước nghênh chiến hứa ứng chờ đến minh hy điện hạ bại về sau hắn lại đến đánh bại hứa ứng không nghĩ tới hắn đúng là không chịu được như thế ngay cả hứa ứng một chiêu đều không tiếp nổi chẳng lẽ bị ngạn thánh tộc mới là thấp kém chủng tộc công tử hồng ba nghe vậy vừa tức vừa giận quát đánh rắm các ngươi tầm mắt không được căn bản không có nhìn ra hắn lúc trước không có sử dụng hắn còn chưa nói xong một ngụm máu tươi phun ra cơ hồ ngăn cản không nổi thể nội tích địa thần thông trùng kích nguyên hành nguyên bất quy bọn người vội vàng riêng phần mình tế lên cổ thần nguyên thần giúp hắn một tay chấn áp hứa ứng thần thông long tộc khác đối với mấy vị này trưởng lão có chút bất mãn man không minh cả giận nói hứa ứng đi vào thiên tiên giới tự xưng man di rất là khiêm tốn vị công tử này hồng ba đi vào thiên tiên giới xưng chúng ta là man di chủng tộc cấp thấp mấy vị trưởng lão vì sao che chở tên này đông đảo long tộc tiếng phụ họa không dứt một đám trưởng lão có chút xấu hổ nhưng bọn hắn hay là không thể không cứu công tử Hồng Ba, nếu không bị ngạn nổi giận, thiên tiên giới chỉ sợ liền muốn sinh linh đổ thán. Bốn phía Long Tiên thấy thế, càng là nghị luận xôn xao, các loại chế diễu mỉa mai cùng nhục mạ rõ ràng truyền vào Hồng Ba trong tai, đánh thẳng vào đạo tâm của hắn, để hắn không cách nào tập trung tinh thần đối kháng hứa ứng tích địa thần thông. Loại này trào phúng so hứa ứng thần thông còn khó hơn lấy ngăn cản, khó mà phá giải. Nếu là ngăn cản không nổi, hỏng đạo tâm, hắn rất có thể sẽ bị hứa ứng chiêu thần thông này trực tiếp phế bỏ, thậm chí có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Thật sự là hắn đánh giá thấp hứa ứng bản lĩnh, lúc trước hắn quan sát hứa ứng cùng Minh Hy đế tử một trận chiến, chỉ cảm thấy hứa ứng bản lĩnh bất quá cũng như vậy, so Minh Hy đế tử mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng chân chính đối mặt hứa ứng lúc mới phát hiện hứa ứng căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Hứa ứng đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ, đối với thần thông vận dụng, đối với đại đạo kiến giải, cùng cái kia hùng hồn không gì sánh được pháp lực cùng lực bộc phát, đều đạt đến cực hạn. Hứa ứng đối với hắn đạo tâm đả kích, cũng là xảo diệu không gì sánh được. Đánh bại Minh Hy đế tử dùng hơn 200 chiêu, đánh bại hắn chỉ dùng một chiêu, bản thân cái này chính là lớn lao đả kích. Hắn hiện tại mới tin tưởng lục dị nhân nói, khinh địch hẳn phải chết. Bằng vào thực lực của ta, không đến mức một chiêu bị thua, ta bại liền thua ở hay là khinh địch. Ổn định đạo tâm, ta nhất định phải ổn định đạo tâm. Nếu không liền sẽ bị một búa kia uy lực bổ ra. Hắn nhắm mắt lại, đem hết khả năng, bình ổn ở chính mình hỗn loạn đạo tâm, cố gắng để cho mình không bị bên ngoài đùa cợt quấy nhiễu. Dần dần, hắn đạo tâm an định lại, lúc này lại áp chế hứa ứng thâm nhập vào trong cơ thể hắn một chiêu thần thông kia, liền dễ dàng rất nhiều. Hắn đối với ngoại giới hết thảy mắt điếc tai ngơ, cũng không biết thời gian trôi qua, trời sập cũng không sợ hãi, hết sức chuyên chú trấn áp lại tích địa thần thông hứa ứng chiêu thần thông này cắt vào đầu óc của hắn hơi không cẩn thận chính là tử vong hạ tràng hắn nhất định phải hết sức cẩn thận lục dị nhân gặp tình hình này khẽ nhíu mày ta đã khuyên bảo hắn nhất định cẩn thận không nghĩ tới vẫn chưa được bất quá nếu như hắn có thể đi tới đạo tâm viên mãn thực lực tu vi thế tất có thể lại lên một tầng nữa hắn cùng công tử hồng ba trao đổi qua biết rõ công tử hồng ba cường đại công tử hồng ba tu luyện là bỉ ngạn bất hủ tồn tại ẩn nguyên tử đạo pháp nó công pháp thiên ẩn huyền công cực kỳ thâm ảo, cho dù là lục dị nhân cũng cảm thấy thần diệu khó lường. Đó là cực kỳ hoàn mỹ bất hủ cấp công pháp, bao hàm toàn diện, xa không phải nhân gian giới địa tiên giới cái kia hai khối thúy nham bên trên ghi lại đạo pháp có khả năng so. Long tộc bị ngạn thỉnh kinh, cũng mang tới thiên ẩn huyền công, nhưng kém xa công tử Hồng Ba tu luyện cẩn thận cùng thâm ảo. Hứa ứng đánh bại Hồng Ba, với ta mà nói là một nan đề, địa tiên giới phổ biến táng hóa khó khăn trùng điệp, thiên tiên giới táng hóa cơ sở chỉ sợ cũng sẽ bị dao động. Lục dị nhân khẽ nhíu mày, hắn sở dĩ muốn ngăn cản hứa ứng chiến thắng hồng ba, chính là lo lắng điểm này. Hắn thấy, hứa ứng tân đạo hay là kém xa bỉ ngạn đạo Pháp, nếu là hứa ứng đạt được, chỉ sợ tương lai lại bay tới một khối thúy nham, địa tiên giới cùng nhân gian giới hay là khó tránh khỏi hủy diệt. Cha mẹ ta muốn truyền lại bỉ ngạn văn minh, vì thế đánh đổi mạng sống, không có khả năng bởi vì hứa ứng tân đạo mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên nghe được minh mạn công chúa thanh âm, sư phụ, ta muốn học cái này. Muốn học, tốt, ta dạy cho ngươi. Lục dị nhân hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp hứa ứng mang theo minh mạn công chúa đi vào một gốc cây cối trước, cây cối kia cực kỳ cao lớn tráng kiện, là một gốc bỉ ngạn tiên chu, chỉ sợ đã sinh trưởng mấy triệu năm. Hứa ứng đứng dưới tàng cây, giảng thuật chính mình một chiêu này tích địa thần thông ảo diệu. Giống bực này đại thần thông, ảo diệu vô tận là một cái người tu hành trí tuệ kết tinh, thường thường đều là bí mật bất truyền. Truyền thụ đệ tử lúc, cũng cần lựa chọn trốn không người, ba tầng trong ba tầng ngoài phong tỏa thiên địa thời không, e sợ cho bị người đánh thắp học được. Sử thường, cũng thường có đại cao thủ, bởi vì thụ đồ lúc bị cừu ra học trộm, mà bởi vậy bị cừu ra nắm giữ thần thông ảo diệu, tìm ra sơ hở, đem nó đánh giết. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, chương 1219, hứa ứng ngay trước vô số long tiên cùng long tộc cao thủ, thậm chí công tử hồng ba trước mặt, truyền thụ minh mạn công chúa thần thông của mình, lục dị nhân cũng không biết nên nói hắn đơn thuần hay là ngu xuẩn. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được hứa ứng dưới tàng cây là minh mạn công chúa giảng giải pháp thanh âm. Cho dù là vừa mới còn tại toàn tâm toàn ý áp chế thể nội thần thông công tử Hồng Ba, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ vành tai, lắng nghe đứng lên. Bất quá, hứa ứng quả quyết không có khả năng ngu xuẩn như thế. Hắn nếu là ngu xuẩn như thế mà nói, đã sớm chết. Lục dị nhân nghĩ tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức truyền âm nói, Hồng Đạo Hiếu, người tiếp tục trấn áp thương thế, tuyệt đối không thể nghe hắn giảng giải một chiêu thần thông kia. Công tử Hồng Ba nghe vậy, trong lòng cười lạnh, không để ý tới nhắc nhở của hắn, tiếp tục lắng nghe, thầm nghĩ, chỉ có học được hứa ứng thần thông, mới có chiến thắng hắn giết chết hắn khả năng. Cái này lục dĩ nhân dung mạo là ta thánh tộc dung mạo, nhưng lời nói cử chỉ đều không phải là thánh tộc bộ dáng. Ta có thể dễ tin hắn, dưới đại thụ, hứa ứng một bên nói, Minh mạn công chúa một bên dựa theo hắn dạy điều động nguyên khí. Lục Dị Nhân trong lòng khẩn trương, đang muốn đi ra phía trước, đã thấy chân mình bước di động, Minh đạo đế bước chân cũng di động theo. Minh đạo đế bước chân di động, tổ thần, viễn tổ cùng thánh tôn cũng đồng thời mắt lộ ra hung quang, không khỏi trong lòng giật mình. Không đạo hữu, đó là cái bẫy dập, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức lại lần nữa truyền âm, tuyệt đối không thể nghe tiếp nữa. Hắn vừa mới nói đến đây, Minh Mạn công chúa đã dựa theo hứa ứng hành khí pháp môn, điều động nguyên khí, hai tay giơ cao, giữa hai tay một đạo phủ quang hình thành. Minh Mạn công chúa hưng phấn không hiểu, hướng về phía gốc đại thụ che trời kia đánh xuống. Cùng một thời gian, Hồng Ba theo hứa ứng thanh âm, cũng không khỏi điều động thể nội tiên nguyên, nhưng mà cái này một điều động không thể coi thường, trong cơ thể hắn vừa mới chân áp xuống đạo kia phủ quang lập tức lại lần nữa hoạt bát đứng lên, thu nạp thôn vệ nguyên khí của hắn, đem hắn tu vi thôn tính, không ba vừa kinh vừa sợ thái nhất đại đạo vệt ánh bố kia tại đem hắn đại đạo đồng hóa nuốt vào phủ quang bên trong lớn mạnh phủ quang uy năng thân thể của hắn dần dần run rẩy lên sắc mặt càng ngày càng thống khổ cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh vừa mới bị hứa ứng bổ ra sọ não giờ phút này lại lần nữa có ánh sáng từ trong vết thương truyền ra mờ mịt ấp ủ nhưng mà nguyên hành các loại trưởng lão bị hứa ứng truyền đạo thanh âm hấp dẫn từng cái nghe đến mê mẩn riêng phần mình phỏng đoán hứa ứng đạo Pháp, lại không người lưu ý đến hắn dị trạng. Lại nói bọn hắn đã riêng phần mình tế lên cổ thần nguyên thần, trợ giúp hồng ba chấn áp thương thế, hứa ứng tu vi không bằng bọn hắn hùng hồn, chắc chắn sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Lục dị nhân thấy thế, thở dài, không cứu được. Xoạt, minh mạn công chúa thúc giục phủ quang đem ánh mắt mọi người hấp dẫn, một búa bổ vào gốc kia cổ lão trên cây cối. Gốc cây kia một cứng rắn không gì sánh được, Minh mạn công chúa một búa vậy mà không thể đem đại thụ phạt đổ. Thiếu nữ này có man long một dạng tính bướng bỉnh, lập tức lại nổi lên một búa tiếp tục đánh xuống. Xoạt, lại là một tiếng tiếng đốn củi truyền đến. Minh mạn công chúa hay là không thể chém ngã gốc cây này, thế là giơ tay búa xuống, một búa lại một búa đánh xuống, chỉ nghe đốc đốc tiếng đốn củi có tiết tấu truyền đến. Lập tức liền có người chú ý tới, mỗi một lần tiếng đốn củi truyền ra, công tử hồng ba thân thể liền không tự chủ được run rẩy một chút tựa hồ cực kỳ đau đớn. Minh mạn công chúa mỗi chặt một cái, công tử hồng ba thân thể liền run một chút, phảng phất minh mạn lưỡi búa không phải chém vào trên đại thụ, mà là chém vào trên người hắn. Suốt cục, minh mạn công chúa vung ra cuối cùng một búa, nhưng gặp phủ quang bay ra, gốc đại thụ che trời kia phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn, hướng một bên khuynh đảo. Cùng một thời gian, hồng ba quát to một tiếng, nhảy bật lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hồng ba gầm thét liên tục, tựa hồ vô cùng thống khổ, thể nội hình như có sáng tỏ không gì sánh được quang mang thấu soi sáng ra đến, chiếu sáng hắn ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn từng cái cảnh giới bố cục. Suy, một đạo phủ quang từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài xoay tròn lấy cắt ra, tốc độ cực chậm, nhưng mà uy lực lại so hứa ứng vừa mới một chiêu kia kinh khủng hơn. Xoay tròn phủ quang từng điểm từng điểm cắt ra ra thịt của hắn, xương cốt, sọ não, nhưng đây chỉ là biểu tượng, tu vi cao hơn người, như nguyên hành các loại long tộc trưởng lão phát giác được, công tử hồng ba thể nội từng cái cảnh giới, giờ phút này cũng bị phủ quang lâm thể, từng điểm từng điểm cắt ra. Còn có nguyên thần của hắn, hồn phách của hắn, đại đạo của hắn, hắn đạo cảnh, giờ phút này đều bị phủ quang cắt ra. Đạo phủ quang này sở dĩ tốc độ như vậy chi chậm, chính là bởi vì nó muốn đem hồng ba cái này bị ngạn đại cao thủ, xem như một mảnh hỗn độn hải, hoàn toàn mở ra đến. Hợp lực chấn trụ đạo thần thông này thiên thừa tướng Nguyên Hanh bọn người vỡ ra riêng phần mình thôi động đạo cảnh, cùng nhau đem công tử Hồng Ba bao phủ, đám người nhô ra tay đến, đặt ở công tử Hồng Ba toàn thân các nơi, trợ giúp hắn chân áp đạo phủ quang này. Nhưng là sau một khắc bọn hắn cảm thấy được, công tử Hồng Ba lực lượng trong cơ thể ngay tại liên tục không ngừng biến thành tích địa thần thông lực lượng. Nói cách khác, công tử Hồng Ba mình tại thôi động tích địa thần thông, ý đồ đem tự mình mở ra đi ra. Thậm chí, ngay cả nguyên hanh đám người lực lượng cũng tại bị đạo này tích địa thần thông hấp thu thôn nạp lớn mạnh một chiêu này huy năng quỷ dị như vậy tình hình nguyên hanh nguyên bất quy các loại long tộc cường giả chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua đi mau thiên thừa tướng nguyên hanh phát giác được áp chế không nổi lập tức bước ra lui lại mặt khác long tộc trưởng lão đồng thời lui về phía sau riêng phần mình thu hồi cổ thần nguyên thần cùng đạo tràng nhưng vào lúc này hào quang tỏa sáng ló mắt thần quang từ công tử hồng ba thể nội bộc phát trong khoảnh khắc, cơ hồ tất cả long tộc đều bị hào quang sáng tỏ chiếu sáng mở mắt không ra, chỉ có thể nghe được tựa như khai thiên tích địa giống như tiếng vang, cùng nguyên hanh, nguyên bất quy các loại long tộc trưởng lão kinh sợ tiếng quát cùng thần thông tiếng va chạm. Đợi cho quang mang kia tán đi, nhưng gặp từng tòa sơ thiên bảo tháp bao phủ vạn dặm trong chiến trường, nguyên hanh, nguyên bất quy, mạnh tam thông các loại long tộc trưởng lão riêng phần mình khí tức lưu động, sắc mặt đều có chút khó coi, thậm chí có trưởng lão còn phụ thương mà hồng ba công tử đã biến mất không còn tâm tích thay vào đó một tòa chư thiên thế giới đang từ từ bay lên trôi hướng bầu trời trong chư thiên thế giới kia có đại lục tinh thần nhật nguyệt địa thủy phong hỏa ngay tại trong đó điên cuồng phun trào hay là hỗn loạn tương bừng thế giới phảng phất vừa mới bị cử thế vô song cự nhân mở ra đến phong hỏa chưa định long đình đế đô long tiên bọn họ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn qua tòa kia càng ngày càng xa chư thiên hứa ứng ngửa đầu nhìn về phía tòa kia dần dần đi xa chư thiên mỉm cười nói, đồ nhi, đây chính là vi sư bất hủ bát pháp đệ nhất pháp lực lượng. Minh mạn công chúa ngước đầu nhìn lên, lẩm bẩm nói, đến từ bị ngạn công tử Hồng Ba, chết rồi. chương 1220, bị ngạn bất hủ giáng lâm. Đến từ bị ngạn công tử Hồng Ba chết rồi, bị triệt để phá hủy. Tử vong của hắn, thậm chí không có khả năng hoàn toàn vu vả hứa ứng trên đầu, hứa ứng chỉ là bị thương hắn, cũng không thống hạ sát thủ. Là chính hắn học trộm hứa ứng công pháp, kết quả khống chế không được nguồn lực lượng này bảo thể mà chết tất cả mọi người thấy được điểm này bất quá một màn này cũng làm cho tất cả mọi người dùng mình nguyên bản còn có người dự định học tập hứa ứng chiêu thần thông này giờ phút này cũng bị sợ vỡ mật hứa ứng thần thông không phải ai đều có thể học học không tốt chính là công tử hồng ba hạ tràng mấy vị trưởng lão trong lòng chịu nặng công tử hồng ba cái chết thế tất sẽ dẫn tới bỉ ngạn tức giận trả thù chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đến hứa ứng ngươi không thể đi nguyên bất quy đột nhiên hướng hứa ứng phóng đi quát người giết hồng ba công tử thất huyền công tử chỉ cần lưu lại chờ bị ngạn xử lý từng vị trưởng lão nhao nhao xông ra riêng phần mình rơi vào hứa ứng bốn phía ngăn chặn đường đi của hắn thánh tôn tức giận hừ một tiếng đột nhiên tránh thoát xiềng chân vòng tay chấn vỡ bốn phía phong ấn quát lên một tiếng lớn khí tức phóng đại vậy mà so những trưởng lão kia cũng không hề yếu nguyên hành cười lạnh nói tiểu man di nguyên dục chớ có làm càn Ngươi còn không có ăn đủ thua thiệt sao? Đừng quên ngươi liên tiếp bại 27 trận. Thánh tôn cười ha ha, trước khác nay khác. Nếu là tái chiến, ta liền sẽ 27 thắng. Long tộc mục nát hạng người vô năng, hết thảy đều sẽ bại tại tay ta. Khí độ của hắn, xa không phải thiên thừa tướng nguyên hanh bọn người có khả năng so, loại kia khí độ là lật đổ thời đại trước không biết sợ lãnh tụ chi khí độ. Thiên thừa tướng nguyên hanh bọn người bất quá là thái bình thời đại thừa tướng cùng kẻ đương quyền thôi, đặt ở trước mặt hắn liền lộ ra khí thế thấp một đầu. Từng tôn trưởng lão giận tím mặt, nhao nhao cơ hóa, biệt tiên giới man di không tới phiên ngươi làm càn. Lão tổ tông không mở miệng đến phiên các ngươi làm càn sao? Viễn tổ đại long gầm lên giận dữ, long ngâm chấn động, khí thế bộc phát, chân áp tại chỗ. ở đây đại bộ phận long tộc bị một tiếng này long ngâm chấn động đến máu trong cơ thể sôi trào, có khác một cố cường đại lực lượng tại thể nội dục dịch lại muốn huyết mạch thức tỉnh. Một đám trưởng lão cùng nhau tiến lên trước một bước, riêng phần mình táng hóa, chân áp viễn tổ đại long. Tổ thần cười ha ha, điều vận cảm mộ thiên đạo, cùng thiên tiên giới thiên đạo tương liên, quát, long tộc chân tướng phơi bày đi. Tốt, mọi người cùng nhau chơi xong, ai cũng đừng nghĩ tốt. Hắn khi tức bộc phát, đột nhiên đám người dưới chân đại địa lưu độc, dã rời, thời đại thái cổ đạo hôi giờ phút này vậy mà bồng bình đứng lên, nhao nhao do đạo hôi hóa thành thiên địa đại đạo. Lập tức không chung dị chủng đại đạo lẫn nhau xung đột, rất là kịch liệt, Long Đình đế đô cũng tại đợt trùng kích này bên trong phiêu diêu không chừng. Viễn tổ đại long, thánh tôn cùng tổ thần, tam đại cường giả khí thế như hồng, lại muốn phản chấn áp long tộc, nhất là tổ thần, tỉnh lại hóa thành đạo hôi thiên địa đại đạo, nhưng gặp toàn bộ thiên tiên giới khắp nơi đều là hào quang từ lòng đất phóng lên tận trời, đạo quang quanh quẩn, cũ mới đại đạo chỗ va chạm, hình thành lớn lao đại đạo ô nhiễm. Bầu trời, đại địa, giang hà, lập tức trở nên đủ mọi màu sắc. Nguyên bản thuộc về thời đại thái cổ tiên linh chi khí khôi phục, linh khí ngút trời, tất cả trung hoa cỏ từ lòng đất mọc ra, muôn hồng nghìn tía, linh lực bức người. Long tộc cường giả đông đảo, còn nhiều đạo cảnh bát trọng tồn tại, giờ phút này nhao nhao phi thân lên, đối mặt thiên đạo kịch biến không sợ chút nào. Táng hóa, từng tiếng hét to truyền đến, rất nhiều long tộc trưởng lão nhao nhao tế lên cổ thần nguyên thần, hợp lực trấn áp xuống. Đạo cảnh bát trọng tồn tại nhiều đến mấy ngàn vị, liền tương đương với mấy ngàn vị trí tôn, tổ thần một bên muốn đối kháng thiên tiên giới vốn có thiên đạo, một bên cùng cái này mấy ngàn vị trí tôn chống lại, thiên đạo trị uy lập tức gặp khó, cực kỳ cố hết sức. Hắn ra sức cùng những long tộc trưởng lão kia chống lại, đem càng nhiều đạo hôi hóa thành thiên địa đại đạo, giảm bớt chính mình gánh vác. Cùng một thời gian, viễn tổ đại long hiện ra chân thân, kiểu đăng tại trong bầu trời, nhục thân rộng rãi, không biết nó mấy vạn dặm vậy. Tiếng long ngâm bên tai không dứt từng cái long tiên huyết mạch trong cơ thể nhao nhao bị tỉnh lại, không tự chủ được hiện ra chân long chi khu hướng viễn tổ đại long bay đi chỉ có những trưởng lão kia mới có thể đối kháng viễn tổ kêu gọi không nhận nó quấy nhiễu mở động nguyên thiên thừa tướng nguyên hanh gầm thét cái kia mấy ngàn vị long tộc trưởng lão nhao nhao tế lên từng tòa động nguyên đều là chí tôn động nguyên mỗi người đều có một tòa thậm chí nhiều đến bốn năm tòa phải biết năm đó địa tiên giới trí tôn cấp động nguyên bất quá giải rác vài tòa mà thôi thánh tôn một người nắm giữ bốn tòa trí tôn cấp động nguyên liền chiếm cứ thiên hạ một nửa tài phú. Mà tại thiên tiên giới, trí tôn cấp động nguyên số lượng thực sự quá nhiều, chỉ trong nháy mắt liền lít nha lít nhít, sáng tỏ không gì sánh được, chẳng những tổ thần lọt vào toàn diện áp chế, thậm chí ngay cả viễn tổ đại long cũng bị những này long tộc trưởng lão áp chế. Một đám nghịch tử, viễn tổ đại long cả giận nói, tế pháp bảo, thiên thừa tướng nguyên hanh lại lần nữa hết to, một đám long tộc trưởng lão riêng phần mình đem nhà mình pháp bảo thôi động, các loại quy mô hùng vĩ bộ dáng quái dị pháp bảo bay ra, có như là cốt luân, có hình như cốt rực, có là kim thạch tạo thành, phía trên lạc ấn lấy bỉ ngạn lý văn. Long đình cường giả pháp bảo chính là bỉ ngạn pháp bảo, uy lực to lớn, pháp bảo tế ra, thánh tôn, tổ thần mấy người cũng không khỏi đổi sắc mặt. Lục dị nhân gặp tình hình này, cũng là giật nảy mình, lập tức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Long đình cường giả quá nhiều, nếu là không sử dụng động nguyên pháp bảo, hắn còn có cơ hội mạng sống, vận dụng lên động nguyên pháp bảo, coi như hắn cùng tổ thần bọn người liên thủ, cũng là chuyện vô bổ. Long đình thực lực thực sự quá cường đại, bất hủ cảnh cường giả chưa ra, vẻn vẹn những trưởng lão này, liền đủ để chân áp bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn đánh thành bột mịn. Hứa ưng ánh mắt quét về phía Minh Đạo Đế, trong lòng nghi hoặc Minh Đạo Đế vì sao còn không lên tiếng ngăn cản. Hẳn là, hắn là muốn mượn cơ hội này, hướng ta diếu võ dương oai, để cho ta mở mang kiến thức một chút thiên tiên giới thực lực chân chính. Minh Đạo Đế sắc mặt hờ hững. Trước mắt này tấm đáng sợ tình hình đã tạo thành thiên địa dị biến. Lòng đất đạo hôi không ngừng xông ra, hóa thành thời đại thái cổ đại đạo, tân thiên đạo cũng tại dần dần lớn mạnh, cùng bị ngạn thiên đạo chống lại. Thiên tiên giới địa lý sông núi, không ngừng biến hóa, nhật nguyệt chuyển vị, tinh hà đổi đấu, biên đảo rối loạn. Dị trùng thiên đạo lẫn nhau trinh phạt, địa thủy phong hỏa dân trào, thiên tiên giới hỗn loạn tưng bừng, trên bầu trời sắc thái biến ảo chập chờn. Nhưng mà Minh đạo đế đối với cái này phảng phất làm như không thấy, vẫn như cũ vững vàng đứng ở không trung sau lưng quần áo phiêu đãng đứng lên phía sau chính là cả tòa long đình đế đô đế đô đang tỏa ra quang huy đó là hắn chứng đạo pháp bảo bảo vật này cùng toàn bộ thiên tiên giới thiên địa đại đạo tương liên hình thành vạn đạo hào quang nhao nhao triều bái thắng cảnh đạo huy chi thịnh khiến cho người run rẩy chỉ cần hắn long đình đế đô khẽ động liền có thể chấn áp viễn tổ tổ thần hoặc là cũng có thể quét ngang những long tộc trưởng lão kia chỉ là hắn vẫn như cũ chậm chạp không động ta minh bạch minh đạo đế lo lắng, hứa ứng đột nhiên tỉnh ngộ, lần này ta chiến thắng minh hy đế tử, diêu tích công tử hồng ba, chỉ là hướng hắn cho thấy cá nhân ta rất mạnh, có thể chiến thắng bọn hắn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tân đạo có thể bị ngạn sánh vai. Bởi vậy minh đạo đế trần chờ không chừng, lựa chọn hứa ứng, trấn áp chư vị long tộc trưởng lão, chính là cùng bị ngạn là địch, hắn không thể không cân nhắc bị ngạn phản ứng, cùng đối với long tộc mang tới tổn thương. Lựa chọn bị ngạn, liền mang ý nghĩa thu hoạch sớm muộn có một ngày sẽ tới. Làm long tộc đại đế, hắn không có khả năng cược. Đúng lúc này, mê vụ vào tới, thời gian phảng phất ngưng kết trong sương mù cựu đế Minh Tuân đi tới, cùng tổ thần, viễn tổ bọn người kiên định đứng chung một chỗ. Minh đạo đế khóe mắt giật giật, đang muốn làm ra quyết đoán, đột nhiên thương chúc chân vương hiện thân, trầm giọng nói, bệ hạ, bất hủ chân vương ẩn nguyên tử biết đệ tử Hồng Ba đã chết, sắp pháp giá giáng lâm, còn không nghênh tiếp. Minh Đạo Đế thân thể run một cái, cất cao giọng nói, tất cả Long tộc nghe lệnh, buông xuống đao binh, thu hồi động uyên, theo ta nghênh đón chân vương. Đông đảo Long tộc trưởng lão nghe vậy, chần chờ một chút, không ít trưởng lão riêng phần mình thu hồi động uyên cùng pháp bảo. Nhưng vẫn là có gần nửa trưởng lão chưa từng thu hồi. Minh Đạo Đế hướng Thương Trúc chân vương nói, đạo huynh, người tới nói. Chương 1221, Thương Trúc chân vương nói, thu hồi động uyên cùng pháp bảo, chuẩn bị ninh tiếp bỉ ngạn chân vương pháp giá. Những trưởng lão kia nghe vậy, lúc này mới đem riêng phần mình pháp bảo cùng động nguyên thu hồi. Hứa ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, thương trúc chân vương thế lực, đủ để cùng minh đạo đế địa vị ngang nhau. Xem ra Long Đình không chỉ minh đạo đế định đoạt, hắn khẽ nhíu mày, cái này có chút khó giải quyết. Muốn cho minh đạo đế từ bỏ toàn diện táng hóa, cùng biệt tiên giới liên thủ đối kháng bỉ ngạn liền chỉ cần xuất ra có thể cùng Lý Văn chống lại phù văn hoặc là đạo văn. Nhưng thiên tiên giới thương trúc chân vương là một cái khác thế lực lớn, cũng là một cái rất lớn biến số. Minh đạo đế không xuống định quyết tâm, liền không cách nào cùng chúng ta liên thủ. Hứa ứng vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên Minh đạo đế trầm giọng nói, tổ thần, viễn tổ, thánh tôn cùng hứa đạo tổ, là ta thiên tiên giới khách nhân, bây giờ chúng ta muốn nghênh tiếp bỉ ngạn chân vương, không rảnh khoản đãi khách nhân. Còn xin bốn vị khách nhân trước tạm rời đi, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, biết Minh đạo đế vẫn như cũ chưa từng từ bỏ tân đạo con đường này, chỉ là bất hủ chân vương dáng lâm thiên tiên giới, vượt trên hàn ý khác. Bỉ ngạn chân vương, đại biểu là lực lượng vô địch, vô biên đạo hạnh, không thể địch nổi. Tổ thần, lòng gia thánh tôn, chúng ta đi. Hứa ứng kêu gọi một tiếng, quay người rời đi. Tổ thần cùng thánh tôn trần chờ một chút, vội vàng đuổi theo hắn, viễn tổ đại long cũng co vào thân thể, hóa thành đầu rồng đại hán, đuổi theo hứa ứng. Minh mạn công chúa trần chờ một chút, hướng minh đạo đế bái một cái, vội vàng bước nhanh hướng hứa ứng bọn người đuổi theo. Chỉ là nàng bước chân quá chậm, khoảng cách hứa ứng bọn hắn càng ngày càng xa. Đột nhiên mê vụ vào tới, đưa nàng cuốn lên, minh mạn công chúa khẽ giật mình, quay đầu liền nhìn thấy ra ra Minh Vân khuôn mặt. Minh Tuân mang theo nàng phiêu nhiên mà đi, rất nhanh đuổi kịp hứa ứng bọn người. Thương Trúc chân Vương cười lạnh nói, bệ hạ, người thả đi hứa ứng, bất hủ chân Vương giáng lâm, thế tất yếu bắt ngươi hỏi tội. Minh Đạo Đế không đáp, trầm giọng nói, Đạo Huynh không cần nhiều lời, chân Vương nếu dự định giáng lâm, như vậy chúng ta nhanh chóng chuẩn bị nghinh tiếp công việc, miễn cho chân vương trách tội. Thương chúc chân vương hừ một tiếng, không có nói chuyện này, cùng hắn cùng một chỗ chuẩn bị đại tế. Đông đảo long tộc đem thiên tiên giới tất cả trời ẩn động nguyên tụ tập lại, có năm ba ngàn tòa nhiều, có lớn có nhỏ, có là trí tôn động nguyên, cũng có chỉ là tiên vương, tiên quân cấp độ kia động nguyên. To to nhỏ nhỏ động nguyên trôi lơ lửng trên không trung những cái kia tu luyện thiên ẩn huyền công, long tộc từng cái tế lên cổ thần nguyên thần, đồng thời phía dưới tế đàn bốn phía, đông đảo long tộc cường giả riêng phần mình dạy cổ tay, long huyết phiêu lưu, hướng lên trong bầu trời trong động nguyên chảy tới. Sau một khắc, những cái kia tu luyện thiên ẩn huyền công long tộc lập tức chỉ cảm thấy nguyên thần của mình cùng một cái vô cùng cường đại tồn tại cổ lão liên hệ tới, một cỗ kinh khủng sức lôi kéo từ trong động nguyên truyền ra. Nương theo lấy long huyết bay vào những này động nguyên, từng tòa động nguyên tựa như sống lại đồng dạng, lớn nuốt nhỏ, một tòa lại một tòa sát nhập cuối cùng hóa thành một cái quy mô không gì sánh được hùng vĩ động nguyên trong động nguyên kia đạo quang không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra càng ngày càng sáng tỏ trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn vô cùng cường đại thân ảnh bước chân lấy huyết tế là dây thừng lấy những cái kia tu luyện thiên ẩn huyền công long tộc nguyên thần là neo thuận huyết tế phương hướng đi tới nương theo lấy thân ảnh kia đi lại trong động nguyên đạo âm trở nên không gì sánh được vang dội phảng phất cổ thần che kín hư không tụng niệm bất hủ đại đạo cho dù là thương trúc chân vương giờ phút này cũng nhao nhao thấp kém từng cái đầu không dám nhìn thẳng vị kia đến từ bỉ ngạn bất hủ giả. Đột nhiên, đùng đùng tiếng vang truyền đến, từng cái long tộc cường giả nguyên thần không chịu nổi sức lôi kéo, nhao nhao nổ tung. Minh đạo đế khóe mắt run run một chút, cùng nằm dạp người, không có đi xem bọn hắn. Chỉ là, trên bầu trời từng bộ thi thể rơi xuống, nện vào phía trước hắn run run hai lần liền không có khí thức. Bang, 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 trên bầu trời rơi xuống thi thể càng ngày càng nhiều, giống như là trời mưa một dạng, Minh đạo đế cúi đầu, nhắm mắt lại sau một lúc lâu, thi thể rơi xuống âm thanh mới chậm rãi ngừng, đến từ bỉ ngạn bất hủ chân vương, rốt cục đi ra tòa kia dị thường hùng vĩ động uyên. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, sau lưng động uyên từ từ bay lên, dọc tại sau đầu của hắn. Hắn thường thức thiên tiên giới giang sơn, liền phẳng phất tại tuần sát lãnh địa của mình. Hắn rũi ra đại thủ, nắm lên một cái bồng bình ở trước mặt mình long tiên, trên dưới xem kỹ. Cái kia long tiên tu luyện chính là thiên ẩn huyền công, biết tổ sư tới, vội vàng lễ bái chỉ là bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay không cách nào dập đầu hắn hé miệng đem vị này long tiên đưa vào trong miệng từ từ nhấm nuốt phảng phất nhấm nháp trên lãnh địa sinh trưởng hoa màu phải trăng thành thục xì si, hắn phun ra long tiên đầu có chút thất vọng minh đạo thương trúc đứng lên đi bất hủ chân vương ẩn nguyên tử sắc mặt ôn hòa hư hư giơ tay lên minh đạo đế cùng thương trúc chân vương riêng phần mình đứng dậy khom người đứng hầu ẩn nguyên tử đi đến trước người hai người trên mặt ấm áp sáng tươi cười, nói, đệ tử của ta thất huyền chết tại thiên tiên giới, mấy ngày trước các người mời đến ta một tên đệ tử khác hồng ba, ta cũng phát giác được hắn đột nhiên chết. Thiên tiên giới đến cùng là xảy ra vấn đề gì, khiến cho ta không thể không tự mình đến đây xem xét. Thương Trúc chân Vương nói, hồi chân Vương, thất huyền công tử cùng hồng ba công tử đều là chết tại một cái gọi hứa ứng nhân tộc chi thủ. Nhân tộc này đến từ địa tiên giới, rất có tu vi, giết hai vị công tử đằng sau, bị minh đạo đế thả đi. Ẩn nguyên tử có nhiều thú vị nhìn về phía Minh Đạo Đế, mỉm cười nói thật sao? Minh Đạo Đế trầm giọng nói, hồi chân vương, là thật. Hứa ứng kia tự xương man di, đến đây khiêu chiến bỉ ngạn đạo Pháp. Hắn còn chưa nói xong, một đạo màu xanh biếc quang mang bay ra, đem Minh Đạo Đế cho rắn rắn chắc chắc, thậm chí xuyên thấu nhục thể của hắn, khóa lại cảnh giới của hắn. Cái kia màu xanh biếc quang mang, chỉ là một đạo dùng thúy nham nhuộm dây lụa, nhưng uy lực lại kinh người không gì sánh được, để minh đạo đế không thể động đậy. Ta tới đây, không phải nghe ngươi lý do. Ẩn nguyên tử đưa tay một chỉ, đem dây lụa mang bay lên, đem minh đạo đế treo ở long đình đế đô dưới cổng thành, nhàn nhạt, nói, ngươi thật tốt tỉnh lại một chút. Thương Trúc, biệt tiên giới là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói, tìm không được biệt tiên giới sao? Tại sao lại có địa tiên giới khách đến thăm? Thương Trúc chân Vương vội vàng nói, chân Vương có chỗ không biết, địa tiên giới nguyên bản phân liệt thành chư thiên vạn giới, vỡ thành vô số khối, nhưng một lần triều tịch dẫn phát địa tiên giới sát nhập. Địa tiên giới sát nhập lại dẫn phát tam giới triều tịch, đem tam giới rút ngắn rất nhiều, bởi vậy có thể nhìn thấy địa tiên giới. Thậm chí ngay cả nhân gian giới cũng xuất hiện, ẩn nguyên tử lộ ra nét mừng, cười nói tam giới xuất hiện, không uổng công ta lần này hao phí lực lượng giáng lâm. Hứa ứng, viễn tổ, tổ thần bọn người phi tốc hướng thiên tiên giới khe bay đi, khoảng cách thiên tiên giới khe càng ngày càng gần, đột nhiên hứa ứng dừng bước lại. Tổ thần mấy người cũng dừng lại, không hiểu nhìn về phía hắn. Chúng ta không có khả năng cứ thế mà đi, hứa ứng đột nhiên nói, thánh tôn nói, không đi lại có thể thế nào, bị ngạn bất hủ giáng lâm, không đi mà nói, chính là chịu chết. Cựu đế Minh Tuân nói, Minh Đạo không quả quyết, cử chỉ không chừng, không có khả năng trông cậy vào hắn. Chúng ta không đi mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa ứng lắc đầu, nói chúng ta không thể đi, Minh đạo đế chỉ là khiếm khuyết một cái đẩy tay đẩy hắn một bước, bằng không hắn khó mà quyết định. Chúng ta nếu là đi, Minh đạo đế liền sẽ bị triệt để đẩy hướng bỉ ngạn. Chúng ta chỉ cần lưu lại, đám người riêng phần mình nhíu mày. Hứa ứng nói, hiện tại chúng ta có hai con đường, một là tìm ra một loại phù văn đạo văn kết cấu, có thể cùng bỉ ngạn lý văn chống lại. Hai là, hắn dừng một chút, nói, xử lý bất hủ chân vương, đẩy Minh đạo đế một thanh. Trường 1222, chứng đạo tổ thần viễn tổ thánh tôn cùng minh tuân đế hai mặt nhìn nhau xử lý bỉ ngạn bất hủ đẩy minh đạo đế một thanh tổ thần thử dò xét nói hẳn là ngươi định đem chúng ta mấy cái lão ca ca hướng trong hố lửa đẩy một cái viễn tổ liên tục gật đầu hứa ứng cười ha ha nói bỉ ngạn bất hủ chúng ta có sợ gì quá thay chúng ta có ba cái bất hủ cảnh viễn tổ minh tuân tổ thần còn có nửa cái bất hủ cảnh thánh tôn lại thêm kẻ hèn này chỉ cần đột phá chứng đạo trí tôn cảnh cũng coi là nửa cái bất hủ. Chúng ta liên thủ, không thể làm rơi một cái bỉ ngạn bất hủ chân vương. Không có khả năng, Tổ thần lắc đầu nói, hư hoàng đại đạo quân ném tới khối kia thúy nham, phía trên bất hủ công pháp giải mã mấy năm, chưa hoàn toàn giải mã. Ngay cả một môn hoàn chỉnh bất hủ công pháp cũng không từng giải mã hoàn thành, huống chi bỉ ngạn bất hủ tự mình giáng lâm. Trận chiến này, tuyệt không có khả năng chiến thắng, hứa ứng học tập long tộc lấy được bỉ ngạn công pháp một môn công pháp mấy ngày thời gian liền có thể thăm dò đại khái rất nhanh liền có thể tu thành động uyên nhưng là chân chính bỉ ngạn bất hủ pháp môn cơ hồ là một cái bao la hệ thống tu luyện cần biệt tiên giới cao thủ cuối cùng trí tuệ đi nghiên cứu từ một điểm này cũng có thể nhìn thấy bất hủ cảnh cường đại hứa ứng lòng tin tràn đầy cười nói bỉ ngạn chân vương cũng là huyết nhục chi khu chưa hẳn liền có thể so với chúng ta càng mạnh hắn chỉ là chiếm cứ công pháp tiện nghi nhục thân chưa hẳn có thể thắng được qua long gia pháp lực chưa hẳn có thể thắng được qua tổ thần, ý thức chiến đấu chưa hẳn so ra mà vượt thánh tôn. Huống chi, còn có Minh Tuân Đế cùng ta, viễn tổ Đại Long lập tức có thụ ủng hộ, nói trải qua ngươi kiểu nói này, tựa hồ cũng không phải không có khả năng thủ thắng. Minh Tuân Đế nói, muốn chiến thắng bất hủ, chỉ dựa vào tín niệm có thể không thành. Hứa đạo tổ lúc trước nói tới phù văn đạo văn kết cấu mới, ta cảm thấy chỉ cần đặt ở phía trước, trước hoàn thành phù văn đạo văn kết cấu, mới có thể đi chu sát vị kia bất hủ chân vương. Hứa ứng nói, nhân gian giới bị bao phủ ở trong hắc ám, đại đạo không còn, lại có nhân tộc nghỉ lại sinh tồn, rốt cuộc dựa vào những phàm nhân này chi lực, khởi động lại nhân gian giới thiên đạo. Thiên tiên giới, đạo hôi vùi lấp dưới lòng đất, cũng có tiên chu ương ngạnh sinh tồn, gắn bó thiên đạo bất diệt, đối kháng túy nham ảnh hưởng. Nếu là có thể nắm giữ cái này hai loại thiên đạo, liền có thể cải tiến phù văn, đạo văn hoặc là long văn, thành lập một loại đại đạo cơ cấu hệ thống mới. Nhân gian giới thiên đạo, thiên tiên giới thiên đạo, đều có thể đối kháng thúy nham mang tới bỉ ngạn thiên đạo ảnh hưởng lấy thiên đạo làm cơ sở cải tiến phù văn mặc dù vẫn như cũ so ra kém bỉ ngạn lý văn nhưng ba khối thúy nham diệt việt tam giới loại tình huống này cũng đừng mơ tưởng lại xuất hiện mà lại cải tiến phù văn cơ sở cơ cấu càng mạnh nói tu vi thực lực của bọn hắn cũng sẽ mạnh hơn sau đó lại đối phó bỉ ngạn khách đến thăm liền có càng lớn nắm chắc ánh mắt mọi người rơi vào tổ thần trên thân bây giờ chỉ có tổ thần đem nhân gian giới cùng thiên tiên giới thiên đạo nắm giữ phải chăng có thể để đạo văn phù văn long văn tiến thêm một bước, liền muốn xem bọn hắn nghiên cứu tổ thần, có thể hay không nghiên cứu triệt đề. Tổ thần cười nói, các vị đạo hiếu, chúng ta là có nên hay không tìm một cái chỗ an tính. Minh Tuân Đế nói, ta biết kề bên này có một tòa cổ thành, bị vùi lấp dưới đất. Hứa ứng nói, chúng ta trước tiên đi nơi này, tranh thủ đem tổ thần thiên đạo nghiên cứu triệt đề. Minh Tuân Đế lúc này quanh thân mê vụ tuôn ra, mang theo đám người chìm vào lòng đất, xâm nhập ngàn dặm dày đạo hôi, tìm kiếm tòa kia cổ lão long tộc tiên thành. Qua không lâu, bọn hắn tiến vào trong thành, Minh Tuân Đế tự thân thiên đạo không đủ để đem đạo hôi hoàn toàn hóa thành thiên địa đại đạo, hơi buông lỏng, thiên địa đại đạo lại lại lần nữa biến thành đạo hôi. Nhưng là tổ thần khí tức nở rộ bốn phía thiên địa đại đạo liền nhau nhau khôi phục. Trong tòa cổ thành này thật nhiều long tộc đại cao thủ, riêng phần mình tế lên chính mình đạo cảnh chống cự thúy nham ăn mòn hủ hóa, cuối cùng đạo cảnh cũng hình thành đạo hôi hóa thạch bất quá khi tổ thần đem vùng thiên địa này đại đạo khôi phục lúc những ngày duyên dáng đạo cảnh cũng theo đó mà khôi phục hình thành tầng tầng chư thiên móc ngược tại trên tòa long thành long thành cũng khôi phục ngăn nắp phảng phất lại về tới ngàn vạn năm trước cái kia đoàn long tộc huy hoàng tuế nguyệt chỉ là long thành đã không những cái kia chết đi long tộc là rốt cuộc không về được bọn hắn tại tòa long thành này ở lại tổ thần hiện ra rộng rãi nguyên thần chân thân mặc cho bọn hắn nghiên cứu hắn là vũ trụ nguyên thần là một tôn tiên thiên thần chỉ là tam giới thiên đạo hóa thân, nhưng là để hắn chính mình đem thiên đạo sáng tác xuống tới, hắn liền không cách nào làm đến. Đạo không thể nói, có thể nói ra được đạo, đều không phải là chân chính đạo. Đồng dạng, hắn mình cũng không cách nào nghiên cứu chính mình. Chỉ có hứa ứng, thánh tôn bọn người nghiên cứu hắn bao hàm thiên đạo, hóa thành trụ cột nhất phù văn đạo văn cơ cấu, mới có thể tiến lên đại đạo cơ cấu tiếp tục diễn biến. Đám người đầu tiên là riêng phần mình nghiên cứu, sau đó tập hợp một chỗ, lẫn nhau so sánh, nhưng lại phát hiện bọn hắn nghiên cứu phương hướng nhiều không giống với. Viễn tổ đại long cùng minh tuân đế đi là long văn đường lối, thánh tôn đi là phù văn đường lối. Hứa ứng học nhất hỗn tạp, đạo văn phù văn cùng long văn đều hiểu một chút, thế là tại giải mã thời điểm cái nào thuận tay dùng cái nào. Về phần minh mạn công chúa, mặc dù cũng đang nghiên cứu tổ thần, nhưng là nghiên cứu một lát liền phát hiện chính mình nội tình thực sự nông cạn, dứt khoát từ bỏ, tự mình thu luyện. Viễn tổ bác học nhất, Minh Tuân Đế cũng là một đời bất hủ cảnh đại đế, Thánh Tôn là đương đại là uyên bác nhất người, nhưng luận thiên đạo, ba người bọn họ cũng không bằng hứa ứng. Hứa ứng mới là đối với thiên đạo nghiên cứu nhất là thấu triệt người, sớm tại nhân gian giới độ thiên kiếp lúc, hắn liền không ngừng độ kiếp, bị từ tiêu kiếp lôi bổ không biết bao nhiêu lần, dùng cái này đến nghiên cứu tam giới thiên đạo. Thậm chí ngay cả bị ngạn thiên đạo, cũng bị hắn bởi vậy đạt được rất nhiều ảo diệu. Lần này nghiên cứu tổ thần, với hắn mà nói càng là xe nhẹ đường quen. Sở học của hắn nhất hỗn tạp, nhưng cũng là tiến triển nhanh nhất, đem thiên tiên giới cùng nhân gian giới tân thiên đạo rất nhanh sửa sang lại. Hứa ứng gặp phiến tổ, Minh Tuần Đế cùng Thánh Tôn vẫn còn bận rộn, thế là đem chính mình chỉnh lý ra các loại thiên đạo phù văn, đạo văn cùng long văn lạc ấn trên không trung, dần dần phỏng đoán. Đột nhiên, hắn tự thân táng hóa, phát động đạo khóc, ý đồ đem những này phù văn đạo văn cùng long văn ăn mòn. Nhưng mà, không trung những phù văn ấn ký này không nhúc nhích tí nào, cũng không hóa thành đạo hôi. Hứa Ứng lộ ra vẻ hài lòng, tự nhủ, thiên tiên cùng nhân gian lưỡng giới thiên đạo, có thể đối kháng Thúy Nham hình thành Bỉ Ngạn thiên đạo, từ những này thiên đạo bên trong chỉnh lý ra những này phù văn đạo văn cùng long văn, liền đủ để ứng đối Thúy Nham xâm nhập, làm đến không bị táng hóa. Kể từ đó, Minh đạo đế hẳn là có thể quyết định a. À. Viễn Tổ, Minh tuân đế cùng Thánh Tôn bị đạo khóc bừng tỉnh, nhao nhao đến xem Hứa Ứng chỗ khắc lục phù văn. Hứa Ứng thấy thế, thế là phân biệt dùng phù văn Long Văn riêng phần mình khắc lục một phần ba người riêng phần mình xem kỹ lại đối chiếu tổ thần qua nửa ngày riêng phần mình tìm kiếm ra một chút lỗ hổng tiến hành đính chính hứa ứng mặc dù tại Thiên Đạo bên trên tạo nghệ cao nhất hơn xa bọn hắn nhưng ba người này cũng là cực kỳ bác học hứa ứng lĩnh ngộ nông cạn địa phương Thiên Đạo không chọn vẹn địa phương bọn hắn hoàn toàn có thể bổ sung đám người riêng phần mình phỏng đoán tân Thiên Đạo thử nghiệm đem đạo pháp tự thân chuyển biến làm cơ cấu mới hứa ứng lại ngồi xuống, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm không chung ba bộ thiên đạo cơ cấu xuất thần, sau một lúc lâu, hắn lại đứng dậy, dùng đạo văn phương thức, viết lại một bộ đạo văn cơ cấu. Sau đó, hắn lại tỏa hạ, hai tay chống cằm tiếp tục nhìn chằm chằm cái này bốn bộ cơ cấu ngẩn người. Cái này bốn bộ cơ cấu, theo thứ tự là Long Văn Thiên Đạo Cơ Cấu, Đạo Văn Thiên Đạo Cơ Cấu, Phù Văn Thiên Đạo Cơ Cấu, cùng hứa ứng ngay từ đầu viết Long Văn Đạo Văn cùng Phù Văn Hỗn Tạp Cơ Cấu. Minh mạng công chúa tu luyện hoàn tất hào hứng chạy tới, gặp hứa ưng ánh mắt tại bốn bộ đại đạo cơ cấu bên trên qua lại dao động, sắc mặt càng ngày càng hoang mang, cười nói tiểu sư phụ, thế nào? Hứa ưng nói, chúng ta mặc dù tìm hiểu ra cao thâm hơn thiên đạo, hoàn thiện phù văn, đạo văn cùng long văn, nhưng là ta luôn cảm thấy làm như vậy cũng là không đúng, cũng không tìm được đạo bản chất. Minh mạn công chúa nghe không hiểu nhiều, thuận hẳn ý tứ nói, như vậy, đạo bản chất là cái gì? Hứa ứng nói, đạo bản chất, hẳn là chỉ dùng một loại phù văn liền có thể giải thích, hoặc là dùng một loại long văn, đạo văn cũng có thể giải thích. Chương 1223. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một cây dạng nhánh cây hoa văn bay ra, nói, tỉ như bỉ ngạn đại đạo cơ cấu, chính là dùng loại này cơ sở nhất lý văn, khác biệt tổ hợp phương thức, hình thành đạo pháp khác nhau cùng thần thông. Truy cứu căn bản, lý văn cơ cấu ban sơ hình thái, chỉ có một loại. Minh Mạn công chúa nhìn chằm chằm cây kia dạng nhánh cây hoa văn, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ chính là đơn giản như vậy Lý Văn, tạo thành bỉ ngạn đủ loại đạo Pháp, huy hoàng không gì sánh được văn minh. Mà tiên đạo Phù Văn, đạo Văn, cùng Long Tộc Long Văn, cơ sở Hoa Văn đều nhiều lắm, kém xa bỉ ngạn giản lược. Hứa ứng nói, cho nên, ta cảm thấy, đại đạo có thể sử dụng đạo Văn để diễn tả, lại có thể dùng Phù Văn, Long Văn để diễn tả, lấy được, đều khẳng định không phải chân thực đại đạo. Nhất định trả tồn tại một loại duy nhất phương thức biểu đạt. Ánh mắt của hắn chấp động, nói phương thức biểu đạt này nhất định giới thiệu vắn tắt không gì sánh được, ngoài ý liệu đơn giản, thậm chí so bỉ ngạn lý cơ cấu còn muốn đơn giản. Hứa ứng đứng tại cái này bốn loại viết phương thức phía trước, dò xét, xem kỹ, tìm kiếm trong đó điểm giống nhau. Hắn đang tìm kiếm một cái cơ sở đồ vật, cơ sở đến đủ để tạo thành cái này bốn loại cơ cấu phương thức. Đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển, vật ngã lưỡng vong, trong mắt chỉ có một loại này trùng nhảy nhót hoa văn. Phù văn, đạo văn, long văn, trên không trung không ngừng từ ta phân liệt gây dựng lại, lấy các loại không thể tưởng tượng nổi hình thái lẫn nhau tổ hợp, tìm kiếm các loại khả năng. Những cái kia nhảy nhót ký hiệu, phảng phất từng cái nhảy nhót thân ảnh, đánh ra khác biệt thần thông chiêu pháp, đồng thời nương theo lấy các loại kỳ lạ đại đạo thanh âm, oanh minh không ngừng. Tiểu sư phụ, minh mạn công chúa đi vào trước mặt hắn, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Bàn tay của nàng sắp chạm đến hứa ứng trong nháy mắt, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực đánh tới, lập tức một tiếng ẩm vang tiếng vang sau một khắc, minh mạn công chúa cắm đến bên ngoài mấy trăm dặm đạo hôi bên trong, chỉ còn lại có một đôi chân lộ ở bên ngoài. hứa ứng đối với cái này không hề có cảm giác, vẫn như cũ đắm chìm tại đối với mấy cái này huyền diệu hoa văn thăm dò bên trong. viễn tổ đại long, cựu đế minh tuân, thánh tôn cùng tổ thần bị cái này tiếng nổ bừng tỉnh, nhao nhao trông lại. cựu đế minh tuân vội vàng bay đến trước mặt, đem cháu gái từ đạo hôi bên trong lôi ra ngoài, chỉ gặp minh mạn công chúa chỉ là bị đánh ngất đi qua cũng không nhận nặng cỡ nào thương, lúc này mới lỏng một hơi. Hắn mang theo minh mạn bay trở về, đã thấy viễn tổ, thánh tôn cùng tổ thần có đang đánh giá hứa ứng, có thì tại quan sát không chung hứa ứng viết những hoa văn kia. Trong lòng mọi người nghi hoặc, Đại Long nói cổ quái, a à ứng đến cùng đang làm cái gì? Những này cơ cấu, chỉ cần tu luyện một loại là được, chẳng lẽ hắn muốn ba loại đều tu luyện? Tổ thần lắc đầu, nói, Long văn, đạo văn cùng phù văn ba loại cơ cấu uy lực không kém bao nhiêu, ba loại đồng tu cũng không thể tăng lên đạo pháp uy lực ngược lại sẽ chỉ hoãn tu vi của mình vào kinh được không bù mất hắn mới nói được nơi này đột nhiên hứa ứng thể nội truyền đến nồng đậm không gì sánh được chân long chi khí vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ biến thành một đầu chân long viễn tổ đại long trong mắt suýt nữa nhảy ra ngoài thất thanh nói làm nhiều năm như vậy huynh đệ nguyên lai ngươi là của ta con cháu đời sau không đúng không đúng huyết mạch này không phải huyết mạch của ta a à, ứng ngươi cũng là viễn tổ Minh Tuân Đế cũng là kinh nghi bất định, hắn cũng phát giác được hứa ứng thể nổi viễn tổ khí tức, cùng đại long khí tức khác biệt, nhưng đích thật là thái cổ tổ tiên khí tức. Hứa ứng biến thành chân long trên không trung xê dịch biến hóa, các loại tân thiên đạo đạo pháp bị hắn thi triển đi ra, cho dù là viễn tổ đại long gặp, cũng không khỏi liên tục gật đầu, coi là thần diệu. Ta đi thử một chút huyết mạch của hắn chất lượng, Minh Tuân Đế phi thân vọt lên, hướng hứa ứng công tới. Hứa ứng ánh mắt trống rỗng nhưng lại giống như là phát giác được nguy hiểm giáng lâm, không cần nghĩ ngợi đem các loại đạo pháp thi triển đi ra, cùng Minh Tuân Đế đối kháng. Minh Tuân Đế âm thầm kinh hãi, hứa ứng thế mà đem hắn thần thông ngăn cản xuống tới, tuy nói hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng chiêu pháp uy lực vẫn như cũng không thể coi thường. Hứa ứng đem những công kích này ngăn lại hiển nhiên thực lực tu vi so chém giết công tử Hồng Ba lúc lại có tăng lên không nhỏ. Đây chính là tân thiên đạo uy lực sao? Minh Tuân Đế khó nén hưng phấn, chiêu pháp uy lực dần dần tăng lên, hứa ứng lại còn là có thể đón đỡ được, để hắn thấy được cải tiến sau Long Văn đến cùng là cỡ nào cường đại. Minh Tuân, người tiếp tục xuất thủ, vô cùng có khả năng làm bị thương hắn. Tổ thần thanh âm truyền đến, Minh Tuân đang muốn thối lui, bỗng nhiên, hứa ứng thân thể biến đổi, từ Long tộc hóa thành yêu tộc, biến thành một cái tam túc kim ô, liền giống như là yêu tộc thuần túy nhất hoàng huyết thần tộc, lấy đạo văn làm căn cơ thi triển tân thiên đạo đạo Pháp. Hắn liền giống như một cái chân chính kim ô, chiêu pháp biến hóa khó lường, tựa như một tôn kim ô đại đế giáng lâm thế gian đám người kinh ngạc không thôi thánh tôn phi thân lên tất cao giọng nói ta đi thử một chút hắn tân thiên đạo minh tuân đế thấy thế lập tức bước ra lui lại thánh tôn nghênh tiếp hứa ứng đã thấy hứa ứng vận dụng đạo văn đạo pháp lấy yêu đế tư thái nghênh chiến hắn hai người giao phong mấy hiệp thánh tôn vận dụng chính mình lĩnh hội tân thiên đạo đạo pháp chỉ là có thể đem hứa ứng đẻ xuống một đầu nhưng thủy trung không cách nào thủ thắng trong lòng thất kinh hai người đấu mấy chục cái hội hợp lúc này hứa ứng lại hóa thành thân người lấy tiên đạo phù văn làm căn cơ, thì triển tân thiên đạo đạo Pháp, hướng Thánh Tôn công tới. Đổi ta đến, viễn tổ Đại Long kích động, Thánh Tôn lập tức bước ra trở ra, viễn tổ Đại Long phóng tới hứa ứng, hắn đầu rồng thân người, gân khu cường tráng không gì sánh được, một quyền một cước liền có lay động đất trời càn khôn uy năng, đánh cho hứa ứng liên tục bại lui. Thánh Tôn, Minh Tuân Đế cùng tổ thần đứng chung một chỗ, riêng phần mình sắc mặt ngưng trọng. Tổ thần lẩm bẩm nói, phù văn, đạo văn cùng long văn ba loại hệ thống, vận chuyển hoán đổi không có chút nào sáp trệ hắn là thế nào tu luyện các ngươi phải trang luyện thành trong đó một loại minh tuân đế lắc đầu nói ta còn chưa đem long văn tân thiên đạo tìm hiểu thấu đáo thánh tôn nói ta cũng chưa từng đại thành tổ thần nhìn về phía đang cùng đại long tranh đấu hứa ứng nói hắn lại vận chuyển như ý ở trên người hắn nhất định có chuyện gì phát sinh hắn vừa mới nói đến đây đột nhiên hứa ứng quanh thân đạo quang bay múa đại đạo vù vù từng tòa động huyên nổi lên động huyên cắm dễ hư không, đạo lực bành trướng. Hắn muốn chứng đạo, tổ thần nhãn tình sáng lên, quát, chúng ta đi giúp hắn một tay. Ba người lập tức giết tới tiến đến, cùng Đại Long cùng một chỗ vây công hứa ứng, nhưng cũng không từng thi triển toàn lực. Giờ phút này hứa ứng ở vào kỳ diệu trong ngộ đạo, căn bản không có đi quan tâm chính mình phải trang chứng đạo trí tôn, thể xác và tinh thần của hắn đều vùi đầu vào tìm kiếm ra ba loại hoa văn bản chất bản nguyên bên trong. Viễn tổ, tổ thần bọn người mang cho hắn áp lực càng lớn, liền để hắn càng là tiếp cận cái kia bản nguyên. Nhưng đối với viễn tổ, tổ thần bọn người tới nói, hứa ứng chính là đang không ngừng phản kháng bọn hắn, hiển nhiên cũng là nghĩ cho bọn hắn mượn áp lực làm chính mình đột phá. Thêm chút sức, viễn tổ đại long quát, đám người tăng lên công lực, đã thấy lúc này hứa ứng quanh thân đại đạo gần như sôi trào, thể nội đạo đạo hào quang bay ra, lạc ấn động nguyên, từng tòa động nguyên giống như là được mở ra một loại nào đó quan ải, đột nhiên lớn mạnh ra, hấp thu trong hư không năng lượng, Đạo lực không ngừng tăng lên. Cùng một thời gian, Hứa Ứng Tu Vi liên tiếp tăng vọt, một loại khác đại đạo ảo diệu không ngừng đánh thẳng tới, đánh gãy hắn ngộ đạo. Hứa Ứng ngạc nhiên, bỗng nhiên dừng tay, không còn hướng đám người công tới. Ta không phải tại lĩnh hội cái kia duy nhất hoa văn sao? Làm sao đột nhiên chứng đạo chí tôn rồi? Chương 1224, ẩn nguyên tử cùng lục dị nhân. Hứa Ứng đỉnh đầu động nguyên đang không ngừng mở rộng, tu vi đang không ngừng tăng lên, đánh gãy hắn suy tư để hắn không khỏi đắm chìm tại chứng đạo trong vui sướng truyền thống cảnh giới từ đạo cảnh nhất trọng đến đạo cảnh thất trọng từ phi thăng tới đạo cảnh từ nhân tiên đến thiên quân cũng chỉ là tăng lên cảnh giới chưa bao giờ có chứng đạo loại thuyết pháp này duy chỉ có trí tôn cảnh đạo cảnh bát trọng đại la diệu cảnh có chứng đạo nói chuyện cái gọi là chứng đạo chính là đại đạo lạc ấn thiên địa hình thành một cái đại đạo thế giới đạo chứng thiên địa pháp nhận tự nhiên thái cổ long đình đạo cảnh bát trọng đạo cảnh chính là nó đại đạo thế giới. Thời kỳ viễn cổ đại la diệu cảnh, cũng là đem tự thân đại đạo lạc ấn tại trong đạo tràng, hình thành đại đạo thế giới. Thời kỳ thượng cổ, thanh huyền khai sáng trí tôn cảnh, đại đạo lạc ấn tại trong động nguyên, động nguyên chính là nó đại đạo thế giới. Chỉ là khi đó động nguyên đều là triệu hoán mà đến, đại đạo lạc ấn tại người khác trong động nguyên, lúc nào cũng có thể sẽ bị người thu hoạch. Bây giờ hứa ứng chứng đạo, đại đạo lạc ấn chính mình trong động nguyên, Lục đại Động Nguyên đều đã tu thành trí Tôn Động Nguyên, trong đó thái nhất, Vô Cực, Hồng Mông, Hỗn Độn, Luân Hồi, Cộng Tôn Võ Đạo. Cái kia Võ Đạo Động Nguyên kỳ lạ nhất, bởi vì hư không trong tự nhiên, không tồn tại tiên thiên võ đạo nói chuyện, không có loại đại đạo này, cũng không có võ đạo Động Nguyên, là hứa ứng từ không sinh có, ngạnh sinh sinh sáng tạo ra Động Nguyên. Võ Đạo Động Nguyên tại thành tiểu chí tôn cấp Động Nguyên lúc, hứa ứng võ đạo cố nhiên lạc ấn ở trong đó, Động Nguyên nhưng không có bởi vậy trưởng thành cho nên từ mặt khác năm tòa động nguyên bên trong hấp thu lực lược, hình thành ngũ đại động nguyên cộng tôn võ đạo dị tưởng. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, điều vận các loại đạo Pháp, chỉ cảm thấy Pháp lực tăng lên như là đại dương minh mông, sâu không lường được. Nhất là trong các đại động nguyên đạo cảnh, từng tòa đạo cảnh Mỹ lệ vạn phần, hỗn độn hải, hồng mông khí, ngọc kinh thành, vô lượng sơn, huyền hoàng nhị khí các loại đạo cảnh đang nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh, tựa như từng cái chư thiên thế giới. Giờ phút này hắn những này đạo cảnh, đã cùng Thanh Huyền Thái hư thập cảnh quy mô không sai biệt nhiều, nhưng số lượng càng nhiều. Nhất là sát nhập mặt khác 30 loại động nguyên thái nhất động nguyên, trong đó đạo cảnh đạt đến 256 tòa. Lực lượng, ta cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận. Hứa Ứng lầm bẩm nói, nguồn lực lượng này, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đi khiêu chiến vị kia bỉ ngạn tới bất hủ chân vương. Phốc, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, các loại đạo tràng quấn quanh ở trên tạng phủ không chỉ có như vậy các loại kỳ kỳ quái quái đạo thương cũng trải rộng từng cái cảnh giới bên trong hắn vậy mà bị trọng thương chớ suy nghĩ lung tung tổ thần mặt mũi hiền lành cười nói chúng ta vừa mới giúp ngươi đột phá ra tay hơi nặng như vậy một chút mà viễn tổ đại long liền vội vàng gật đầu nặng một chút như vậy mà chúng ta cũng là vì ngươi tốt nhìn thấy ngươi sắp đột phá cho nên yêu chi sâu đánh chi trọng minh tuân đế nói vừa mới nếu là không cho ngươi chút áp lực ngươi khó mà đột phá thánh tôn lộ ra dáng tươi cười nói giữa ngươi và ta điểm này tiêu oán xóa bỏ hắn hiển nhiên đã trả thù lại hứa ứng kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng ngồi xếp bằng mà ngồi toàn lực trị liệu đạo thương thánh tôn viễn tổ cùng minh tuân đế riêng phần mình tiếp tục tham mộ tiên đạo phù văn cùng long văn bọn hắn không có hứa ứng thâm hậu như vậy thiên đạo tạo nghệ có thể ba loại đạo văn tùy ý hoán đổi bọn hắn coi như lĩnh ngộ trong đó một loại cũng cần không ngắn thời gian tổ thần thì bay ra dưới mảnh đất này long thành đem càng nhiều đạo hôi hóa thành thiên địa đại đạo. Hắn trong lòng đất xuyên thẳng qua, chuẩn bị dưới đất tái tạo một cái thiên đạo thế giới. Chỉ cần lòng đất thiên đạo phạm vi càng rộng, thiên đạo lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh. Thiên tiên giới dị trùng thiên đạo đối với hắn áp chế liền càng ngày càng nhỏ, hắn có thể phát huy ra thực lực liền cũng sẽ càng phát ra cao minh. Tuy nói hắn phản đối trực tiếp giao đấu bất hủ chân vương ẩn nguyên tử, nhưng nếu mọi người đã đồng ý, hắn liền sẽ toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị, đem tu vi thực lực của mình tăng lên tới cực hạn. Bây giờ thiên tiên giới xây dựng ở dày đến ngàn dặm đạo hôi phía trên, trong đó có không ít long tộc tiên thành, gặp được những địa phương này, tổ thần liền từ vòng qua. Nhất là long đình đế đô, hắn càng là tránh ra thật xa, miễn cho bởi vì dưới mặt đất bị móc sạch mà kinh động đến ẩn nguyên tử bọn người. Hứa ứng chữa trị đạo thương, mở to mắt, chỉ gặp phiến tổ bọn người còn tại tu luyện, minh mạn công chúa tỉnh lại, bưng lấy đầu của mình liên tục hô đau. Tiểu sư phụ, đầu của ta giống như bị thứ gì đục, giống như là muốn vỡ ra một dạng. Bất quá ta tu vi tăng lên rất nhiều, Minh Mạn công chúa vừa mừng vừa sợ, chỉ là mất trí nhớ một đoạn thời gian, không nhớ rõ mình bị Hứa Ứng đánh bay một chuyện. Hứa Ứng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói: "Minh Mạn, chúng ta sẽ cùng bỉ ngạn bất hủ chân vương đại chiến, trận chiến này cát hung khó liệu. Ngươi không thích hợp đi theo chúng ta, ta đưa ngươi về Long đỉnh đế đô." Minh Mạn công chúa do dự một chút, nhẹ gật đầu. Cùng bất hủ chân vương chi chiến, thế tất sẽ cực kỳ kịch liệt, nàng đích xác không cách nào nhúng tay thậm chí ngay cả quan chiến đều sẽ hẳn phải chết. Tốt nhất tình huống, chính là trở lại Long Đình Đế Đô, có phụ thân nàng minh đạo đế bảo hộ, không đến mức xảy ra vấn đề. Hứa ứng trên không trung lưu trữ, nói rõ chính mình động tính, tâm niệm vừa động biên đảo càn khôn, mang theo minh mạn cùng một chỗ trở về mặt đất. Ta bây giờ đã tu thành trí tôn, khẳng định là so ra kém ẩn nguyên tử cấp độ kia bất hủ tồn tại, nhưng là lẫn vào đế đô, có lẽ còn là có thể làm được. Hứa ứng trong lòng vô cùng hiếu kỳ, rất muốn đi gặp một lần vị này bị ngạn bất hủ tồn tại, đến cùng cùng viễn tổ, minh tuân đế bực này bất hủ tồn tại lớn bao nhiêu tranh lệch. Hắn thân thể phi tốc long hóa, rất nhanh hóa thành một cái đầu rồng thân người nam tử, thấp giọng nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Minh mạn công chúa thấy thế, cũng từ nhân tộc thiếu nữ hóa thành long tộc thiếu nữ, hai người sánh vai mà đi, tựa như một đôi bích nhân, dẫn tới trên đường Long Tiên liên tục nhìn quanh. Long đình đế đô trên không, từng tòa xoay tròn trong động nguyên thỉnh thoảng có bỉ ngạn dị nhân đi ra, những dị nhân này là bất hủ chân vương ẩn nguyên tử đệ tử. Ẩn nguyên tử dáng lâm thiên tiên giới, muốn xuống tay với tam giới, đánh xuyên qua giữa thiên địa khu vực chất keo. Nhưng loại chuyện này, há có thể chân vương tự mình xuất thủ, đương nhiên là muốn nô dịch long tộc đi đem khu vực chất keo đánh xuyên qua. Đệ tử của hắn lần này dáng lâm, chính là thay hắn sai khiến Long tộc cường giả. Về phần ẩn nguyên tử chính mình thì mừng rỡ thanh tịnh. Lúc này, một người đệ tử vội vàng đi tới, khom người nói: "Sư tôn, bên ngoài đến cái một cái thánh tộc người trẻ tuổi, tự xưng Lục Dị Nhân, quần áo ăn nói đều rất cổ quái, đi cầu gặp sư tôn." Lục Dị Nhân, ẩn nguyên tử kinh ngạc, đây là tên là gì? Rất cổ quái, để hắn tiến đến, đệ tử kia rời đi. Sau một lúc lâu, Lục Dị Nhân đi vào tiên điện này, hướng ẩn nguyên tử chào. Ẩn nguyên tử gặp hắn làm được là một loại lạ lẫm lễ tiết, cũng không phải là bị ngạn vãn bối gặp trưởng bối lễ tiết, trong lòng có chút không vui, chỉ là hắn cũng không biết lục dị nhân lai lịch, nhẫn nại tính tình nói, lục dị nhân, người tới gặp ta cần làm chuyện gì. Lục dị nhân gặp hắn không mời chính mình ngồi xuống, thế là đứng đấy đáp lời, cười nói, vãn bối lần này đến, là muốn thỉnh giáo công pháp. Ẩn nguyên tử khẽ nhíu mày, càng thêm không vui, nói, người nếu là thỉnh giáo công pháp, khi đi thỉnh giáo chính mình ân sư, Ân sư dạy bảo, thắng qua ta người ngoài này gấp trăm lần. Không cần tới gặp ta. Chương 1225, Lục Dị Nhân nói, ta cũng không sư thừa, cha mẹ ta chính là hộ tống ba khối thúy nham sứ giả, đi vào tam giới lúc bị bản địa long tộc hiểu lầm, kết quả phụ mẫu đều mất, chỉ còn lại có một mình ta lưu lạc tam giới. Ta từ trong đó hai khối thúy nham bên trên học đến bỉ ngạn tuyệt học, nhưng có nhiều không hiểu chỗ, đến mức cảnh giới bị nhốt, chậm chạp không cách nào đột phá. Ẩn nguyên tử trong lòng không vui diệt hết, kinh ngạc nói, ngươi là trinh sát chi tử. Cha mẹ ngươi bị tam giới man di giết, lục dị nhân xưng là, ẩn nguyên tử đứng dậy đi vào trước người hắn, hai tay đỡ lấy hai vai của hắn, trên dưới giò xét, cười nói, có công chi thần hài tử, lưu lạc tha hương, thế mà có thể trưởng thành trưởng thành, thật sự là dị số. Ngươi tu luyện thúy nham bên trên đạo Pháp, đương nhiên không cách nào tu luyện tới cảnh giới trí cao. Cái kia ba khối thúy nham, là dùng đến đốt giấy gieo hạt lục dị nhân kinh ngạc không rõ hắn ý tứ cái gì gọi là đốt giấy gieo hạt ẩn nguyên tử cười ha ha một tiếng cất bước đi ra tiên điện nhìn về phía rộng lớn vô ngần thiên tiên giới nói người nhìn vùng vũ trụ này bồng bềnh tại vô biên vô tận trong hỗn độn hải dã man phát triển nó có vô số cái tinh hệ có vô tận tài phú vũ trụ này tu sĩ còn rất nguyên thủy bọn hắn dựa vào như vậy một chút thông minh tài trí đi đến con đường tu luyện lục dị nhân cười nói tam giới đạo pháp hoàn toàn chính xác rất là thấp bọn hắn phát hiện lại khống chế đại đạo thực sự quá ít ẩn nguyên tử nói cho nên tại chúng ta trong mắt tam giới chính là một mảnh mọc đầy cỏ dại đất hoang muốn ở chỗ này trồng trọt hoa màu chỉ cần đốt giấy gieo hạt đem đất hoang khai khẩn đi ra lục dị nhân cười nói bị ngạn đến đây gieo rắc văn minh cha mẹ ta chính là người mang tin tức ẩn nguyên tử lắc đầu đánh gãy hắn nói cha mẹ ngươi là trinh sát tiến về hỗn độn hải hộ tống thúy nham tìm kiếm trong hỗn độn man hoang vũ trụ trinh sát lục dị nhân trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn há to miệng muốn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì khi còn nhỏ phụ mẫu liền nói cho hắn biết bọn hắn muốn đi gieo rắc văn minh nhưng là bây giờ tựa hồ có chút không giống nhau lắm cái gì gọi là đốt giấy gieo hạt chính là đem nguyên sinh vũ trụ cỏ dại diệt trừ tựa như là một thanh hỏa thiêu rơi một dạng cái này gọi hỏa trùng cha mẹ của ngươi chính là phụ trách đem hỏa trùng đưa đến man hoang vũ trụ trinh sát. Đợi cho hỏa trùng bộc phát, cha mẹ của ngươi còn muốn xác định man hoang vũ trụ phương vị, trở về bỉ ngạn. Ẩn nguyên tử thanh âm truyền vào trong tai của hắn, có bọn hắn xác định phương vị, bỉ ngạn liền có thể khởi động, tiến về cái kia đã bị thiêu hủy hết thảy cỏ dại man hoang vũ trụ, trở thành nơi đó chúa tể. Lục dị nhân trong ý nghĩ ông ông tác hưởng, trong lòng phảng phất có một loại tín niệm sụp đổ cảm giác, thanh âm có chút khàn khàn nói, sau đó thì sao? ẩn nguyên tử cười nói đốt giấy gieo hạt cũng sẽ không diệt việt man hoang vũ trụ tất cả sinh mệnh hay là sẽ lưu lại một nhóm đây mới là trồng trọt mấu chốt những này may mắn còn sống sót lũ người man sẽ phát hiện cái này ba khối thúy nham bọn hắn đối với thúy nham sợ hãi nhưng lại không gì sánh được sùng bái sẽ học tập thúy nham bên trên đạo pháp thậm chí muốn nắm giữ thúy nham lực lượng nhưng chỉ cần bọn hắn tu hành nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm Thản nhiên nói, bọn hắn liền sẽ biến thành bỉ ngạn gieo xuống từng khỏa hoa màu. Đợi cho bỉ ngạn đến, liền có thể thu hoạch những này đã thành thục hoa màu. Lục Dị Nhân lẩm bẩm nói, đây chính là đốt giấy gieo hạt. Ẩn Nguyên Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây chính là đốt giấy gieo hạt. Bị đốt giấy gieo hạt qua man hoang vũ trụ, sẽ bị cải tạo đến thích hợp bỉ ngạn nhân sinh tồn, khả năng đây chính là ngươi còn sống sót nguyên nhân. Lục Dị Nhân há hốc mồm, hắn muốn nói chính mình sở dĩ có thể còn sống sót là cái kia giết mình phụ mẫu Long tộc xem ở chính mình là đứa bé phân thượng, tha hắn một mạng. Thế nhưng là câu nói này, hắn nói không nên lời. Cải tạo Man Hoang vũ trụ, vũ trụ này hết thảy thiên tài nghiên cứu bỉ ngạn đại đạo, dùng trí tuệ của bọn hắn, tân tân khổ khổ cho chúng ta khai sáng đạo pháp, lớn mạnh chúng ta động nguyên, tu bổ chúng ta bị hao tổn đại đạo. Bọn hắn chính là nhất cần cù nhất vô tư người, đợi đến bỉ ngạn giáng lâm, sẽ còn đem bọn hắn thu hoạch một lần, lưu lại càng nhiều hạt giống ẩn nguyên tử nhìn về phía cái kia ngàn vạn long tộc cười nói chỉ là tam giới có chút kỳ lạ ngoài bỉ ngạn đoán trước trinh sát chưa có trở về báo cáo tam giới phương vị không nói còn có cái tự xưng thông thiên man di giết tới bỉ ngạn sắc mặt của hắn dần dần có chút khó coi phun ra một ngụm trọc khí tiếp tục nói về sau lại có một cái tự xưng hạo dập người cũng tới đến bỉ ngạn hạo dập lục dị nhân trong lòng khẽ nhúc nhích nhớ tới thúy nham bên cạnh thiếu niên nhân tộc kia chính mình đã từng chỉ điểm qua hắn tu hành xem như chính mình nửa cái đệ tử hạo dập tài hoa thực sự quá cao ẩn nguyên tử ra mặt run run một chút nói thành tựu của hắn quá cao đến mức bỉ ngạn không ít đồng đạo kém chút thua ở trong tay của hắn trừ cái này hạo dập bên ngoài còn có một số người kỳ kỳ quái quái tự xưng phật tổ đạo tổ đại đạo quân cũng xâm nhập bỉ ngạn mấy tên khốn kiếp này đều là đến từ tam giới vũ trụ lục dị nhân há to miệng vẫn là không có nói chuyện Phật tổ cùng Thái Thanh, Ngọc Hư các loại đạo tổ, nhưng thật ra là bị hắn đưa vào bỉ ngạn. Năm đó hắn tế lên Thúy Nham, nếm thử tìm kiếm mình nơi sinh, không ngờ Thúy Nham bay đi. Phật tổ đạo tổ bọn người lập tức đi theo khối này Thúy Nham cùng một chỗ bay đi, lục dĩ nhân muốn cùng nhau đi tới, lại bị hư hoàng đại đạo quân đánh rơi xuống, không thể không lưu tại tam giới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đại đạo quân, Phật tổ bọn người vậy mà thành ẩn nguyên tử trong miệng hỗn đản. Ẩn nguyên tử nhìn về phía phía trước, lẩm bẩm nói tam giới vũ trụ, một cái không tính lớn vũ trụ, vậy mà ra đời nhiều như vậy lợi hại man di, không cho chúng ta không đối vùng vũ trụ này động lòng hiếu kỳ. Hắn xoay người lại, nói, lục dĩ nhân, cha mẹ ngươi gặp nạn, là ta dự đoán không đến sự tình, càng thêm dự đoán không đến chính là ngươi thế mà có thể tại cái này man hoang trong vũ trụ còn sống sót. Ngươi là nhân tài, bị ngạn sẽ không để cho có công chi thần hài tử tiếp tục chịu khổ. Ta, lục dị nhân tâm loạn như ma. Ẩn Nguyên Tử nói, người trước đổi đi thân y phục này, còn có những cái kia loạn thất bát tao lễ tiết, ngươi cũng phải sửa lại. Những cái kia là man di, là gia súc hoa màu đồ vật, tôn quý bỉ ngạn thánh tộc, tự nhiên không thể dùng những vật này. Lục dị nhân xưng là, Ẩn Nguyên Tử gọi một vị đệ tử nói, dẫn hắn xuống dưới, chuẩn bị cho hắn vài thân đắc thể y phục, dạy hắn bỉ ngạn lễ tiết. Lục dị nhân, học tốt đằng sau lại đến gặp ta, ta dẫn người đi đem tam giới thu hoạch. Lục dị nhân trong não ngơ, ngơ ngơ ngác ngác, đi theo vị dị nhân kia xuống dưới. Đi đến nửa đường, lục dị nhân nghe được chính mình nói nói, vị sư huynh này, bị ngạn thúy nham, không phải đến truyền bá văn minh sao. Toàn diện táng hóa là chuyện tốt, đúng hay không? Vị dị nhân kia cười nói, đương nhiên là đến truyền bá văn minh. Đem những này thổ dân man di trồng cho thu hoạch, chúng ta thánh tộc định cư ở đây, cao cao tại thượng, không phải liền là văn minh. Về phần toàn diện táng hóa, chỉ là cho ăn đến màu mỡ phân bón thôi. Lục dị nhân đầu não hỗn loạn tương bừng, một cước cao một cước thấp đi theo hắn, đáy lòng một thanh âm nói, ta là thánh tộc, không đúng, ta là tam giới chi dân, ta là bị nhân tộc nuôi nấng lớn lên. Nhưng ta là thánh tộc, không, là long tộc cho ngươi một cái mạng, thế nhưng là, ta là dị nhân A, trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, vặn gãy trước mặt dị nhân cổ. chương 1227, nhiều cường giả như vậy vây công, để hắn chật vật không chịu nổi. Hứa ứng cùng với những cái khác long tộc trưởng lão gia nhập trợ uy trong đội ngũ, hỏi hướng bên cạnh một vị trưởng lão, nói cái này lục dị nhân phạm vào chuyện gì. Làm sao lại chọc giận bỉ ngạn thánh tộc, trưởng lão kia kinh ngạc nói, ngươi không biết. Hứa ứng cười nói, ta là thượng lâm thành, không biết việc này. Trưởng lão kia nói, cái này lục dị nhân gan to bằng trời giết bất hủ chân vương đệ tử, còn dự định hành thích bất hủ chân vương. Chân vương chúng hắn ám toán, trở tay một kích đem hắn trọng thương. Tên này trốn thoát, bởi vậy chúng ta đem người vây quét trong lúc nói chuyện lục dị nhân đột nhiên đưa tay vạch một cái cùng người vây công ở giữa khoảng cách lập tức trở nên càng ngày càng xa vậy mà lại lần nữa đem mọi người hất ra xa xa bỏ chạy trưởng lão kia nói tiểu huynh đệ kẻ này thần thông là không gian thần thông ta long tộc không phá được hắn nhưng bỉ ngạn công tử có thể phá giải thần thông của hắn tiểu huynh đệ hắn lời còn chưa dứt liền gặp hứa ứng đã đi thẳng về phía trước thẳng đi vào lục dị nhân chạy chối chết không gian thần thông bên trong trưởng lão kia không khỏi kinh ngạc, chỉ gặp cùng hứa ứng đồng thời tiến vào lục dị nhân không gian thần thông còn có mấy vị bỉ ngạn dị nhân công tử, mà cái này thượng lâm thành long tộc thiếu niên tốc độ thế mà cùng mấy vị kia dị nhân công tử tương xứng. Trưởng lão kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghi ngờ nói ta long tộc khi nào nhiều hơn như thế một cái đại cao thủ. Hứa ứng tu luyện thiên vũ chứng đạo đối với không gian chi thuật vận dụng cực kỳ tinh diệu, từ lục dị nhân phất tay áo ở giữa đản sinh ra vô lượng không gian bên trong xuyên qua, cùng mấy vị kia dị nhân cơ hồ là đồng thời đi vào đối diện. Ba vị kia dị nhân kinh ngạc hướng hắn xem ra, tựa hồ đối với Long tộc cũng có như thế cao thủ có chút kinh ngạc. Người tên là gì? Bên trong một cái dị nhân cùng hứa ứng dần dần tiếp cận, dò hỏi. Hứa ứng cười nói, tại hạ Hứa ứng, xin hỏi các hạ tên họ. Hứa ứng, dị nhân kia ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nói, ta gọi. Hứa ứng, nguyên lai like người chính là Hứa ứng. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hứa ứng chính là cái kia giết hắn sư đệ thất huyền, hồng ba man di cao thủ. Lần này sư tôn hắn ẩn nguyên tử giáng lâm thiên tiên giới bực này man di chi địa, một mục đích trong đó chính là đem hứa ứng bắt quy án. Hắn đang muốn xuất thủ đối diện liền gặp hứa ứng cái kia lập lè phủ quang, liền tựa như cử thế vô song cự nhân hướng hắn vung lên khai thiên thần phủ, muốn đem hắn bổ ra. Đây là hứa ứng mới long văn chỗ thi triển ra bất hủ bát pháp đệ nhất pháp, cái kia thần phủ cán búa, vậy mà hiện ra vảy rồng, lưng dìu như là thân rồng, càng tăng thêm mấy phần uy năng dị nhân kia gặp nguy không loạn lập tức thôi động thiên ẩn huyền công hắn thiên ẩn huyền công cũng không phải thiên tiên giới long tộc tu luyện tàn thứ phẩm là chân chính thiên ẩn huyền công công này vận chuyển liền có thiên ẩn động uyên tạo ra đạo vận kéo dài đạo lực hùng hồn linh khí cuồn cuộn từ trong động uyên bay ra chúc xuống nhập thể nhưng mà hắn hay là chậm một bước bị hứa ứng đoạt tiên cơ hắn không thể đem thực lực tu vi tăng lên tới cực hạn hứa ứng phủ quang cũng đã rơi xuống dị nhân kia trong lúc vội vàng nghênh chiến, nguyên bản có thể ngăn trở một kích này, nhưng phủ quang lóe lên, liền thấy mình thần thông bị bổ ra, cánh tay mình cùng thân thể tách rời. Hắn không cần nghĩ ngợi lui lại, nhìn thấy cánh tay của mình giống như là một mảnh được mở mang đi ra chư thiên thế giới, hóa thành thuần túy năng lượng, diễn hóa nhật nguyệt sơn hà tráng lệ cảnh tượng. Sau một khắc, nhật nguyệt sơn hà chư thiên thế giới, hóa thành thần thông hướng mình gào thét vào tới, uy thế cường đại, chi cương mãnh liệt, là hắn trước đây chưa từng gặp hứa ứng một quyền này oanh ra, đánh ra là bất hủ bát pháp đệ nhị pháp, chư thiên. Dị nhân kia bị chém xuống cánh tay biến thành hắn một kích này lực lượng một bộ phận, lớn mạnh chư thiên chi huy Dị nhân kia nâng lên một cánh tay khác ngăn cản, xu hướng suy tàn càng thêm rõ ràng, bị đánh đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi, chợt bị một chiêu long vụ biến thành linh quang đại long, đánh vào thể nổi. Mặt khác mấy cái dị nhân gặp hắn không ổn, cuống quyết nghênh đón, còn chưa tới gần liền gặp dị nhân kia trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, nhục thân nguyên thần ầm vang nổ tung. Hứa ứng nghênh tiếp trong đó một tên dị nhân, Chu Tiên, Vạn Đạo, Tuế Nguyệt Ba Chiêu sử xuất, dị nhân kia vậy mà liên tục bại lui, lại dẫm vào vừa rồi dị nhân kia vết xe đổ xu thế. Những dị nhân khác vội vàng giết tới, đám người hợp lực vây công hứa ứng, hứa ứng tả hữu khai cung, võ đạo cực ý bộc phát, đồng thời nghênh chiến tất cả dị nhân, giết đến long trời lở đất. Hắn chứng được trí tôn cảnh, lúc này hay là lần đầu thi triển ra toàn lực, Lạc Ấn động nguyên thiên địa đại đạo gần như sôi trào, để chiến lực của hắn càng ngày càng mạnh. Mấy vị kia dị nhân cảm thấy tu vi thực lực của hắn cũng chưa vượt qua chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác thần thông của đối phương uy lực càng ngày càng mạnh, trong lòng không khỏi thất kinh. Đúng vào lúc này, lòng tộc cường giả truy sát mà đến, hứa ứng thấy thế, đột nhiên thôi động luân hồi thần thông, mấy cái kia dị nhân nhao nhao bị vây ở trong luân hồi, không ngừng rơi xuống gặp phải từng cái chính mình tập sát. Đông đảo Long tộc trưởng lão giết tới, vội vàng đánh vỡ luân hồi đem vị này dị nhân cứu đi ra chúng dị nhân kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lại đã thấy hứa ứng cùng lục dị nhân đều đã không cánh mà bay không biết tung tích bọn hắn sắc mặt hôi bại bọn hắn làm bị ngạn thánh tộc lần này giáng lâm thiên tiên giới bực này man hoang chi địa cái kia tất nhiên là cao cao tại thượng chính mình một cái thần thông cũng có thể làm cho man di quỷ bái nhưng không nghĩ tới đầu tiên là có sư huynh bị giết lão sư bị tập kích không nói hiện tại ngay cả bọn hắn cũng lọt vào một cái cao thủ cực kỳ đáng sợ, suýt nữa đem bọn hắn vây ở trong luân hồi. Một vị long tộc trưởng lão nhìn mặt mà nói chuyện, biết những dị nhân này công tử khó xử, nói, chư vị công tử yên tâm, thương chúc chân vương đã đuổi về phía trước, tất nhiên để hai người này tai kiếp khó thoát. Hứa ứng giống như một đạo khói xanh, tốc độ cực nhanh, truy tung lục dị nhân mà đi. Lục dị nhân tốc độ cũng là cực nhanh, muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng, bất quá hắn thương thế thực sự quá nặng, hắn đánh lén ẩn nguyên tử, cố nhiên đem ẩn nguyên tử trọng thương, nhưng cũng lọt vào ẩn nguyên tử phản kích. Có thể kiên trì đến bây giờ, là thật không dễ. Bỗng nhiên, lục dị nhân thân hình biến mất, hứa ứng dừng lại, nhìn khắp bốn phía, cười lạnh nói, lục đạo hiểu, người học đồ vật, ta cũng đều học qua. Người chiêu thần thông này không thể gạt được ta, hắn bước chân dừng lại, lập tức bốn phía trở nên không gì sánh được âm trầm, lại là tiến nhập thiên tiên giới âm gian. Lục dị nhân liền đứng tại cách đó không xa, sắc mặt thảm đạm, cười nói, chưa từng nghĩ, ta lại sẽ chết tại long tộc trong tay. Thôi thôi, chết tại tay ngươi, dù sao cũng tốt hơn chết tại tộc nhân trong tay. Hứa ứng hiện tại là đầu rồng thân người, lục dị nhân cũng nhìn không ra hắn thế mà chính là hứa ứng, lầm đem hắn nhận thành long tộc cao thủ. Hứa ứng đang muốn tán đi long văn, hiện ra chân thân, đột nhiên thiên tiên giới âm gian kịch liệt dung chuyển, cái kia tối tăm mở mịt bầu trời đột nhiên bị lợi chảo xé mở. Một khỏa lại một khỏa to lớn mai táng hóa rồng thủ nhau nhau xâm nhập xé rách bầu trời lục dị nhân ngươi lại dám đánh lén chân vương một con đường chết thương chúc chân vương thân thể khổng lồ kia xâm nhập âm gian khí thức nặng nề vô biên nhìn chung quanh một tuần kinh ngạc nhìn một chút hứa ứng kinh ngạc nói thế mà còn có một vị long tộc thiếu niên đuổi tới nơi này thiếu niên ngươi ngươi là viễn tổ hắn không khỏi hãi nhiên từ trên thân hứa ứng phát giác được viễn tổ khí tức hứa ứng cười ha ha nói không sai ta chính là viễn tổ nhiệt trướng còn không mau cút đi Thương trúc chân vương trên dưới dò xét hắn, đột nhiên cười nói: Nguy hiểm thật, kém chút bị ngươi lừa rồi. Ngươi thật sự có viễn tổ khí tức, nhưng ngươi viễn tổ khí tức cùng ta long tộc viễn tổ khí tức cũng không giống nhau. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hiện ra chân thân, hứa ứng mỉm cười, tán đi long văn, khôi phục chân thân, cười nói: Ta cùng ngươi viễn tổ là huynh đệ, ngươi gọi ta viễn tổ cũng có thể. Thương trúc chân vương giận tím mặt, nguyên lai là hứa ứng người tiểu man di này. Hôm nay liền đưa các ngươi hết thảy lên đường, hứa ứng nhìn về phía Lục Dị Nhân, cười nói, "Liên thủ." Lục Dị Nhân trấn áp thương thế, mỉm cười nói, "Là tại hạ vinh hạnh." Chương 1228, nghe nói qua Chu Tiên kiếm sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, gần như đồng thời xuất thủ, hướng Thương Trúc Chân Vương công tới. Lục Dị Nhân tu vi hùng hồn nhất, nhưng thương thế cũng là nặng nhất, hắn đầu tiên là bị Ẩn Nguyên tử trọng thương, bỏ chạy trên đường, lại bị trong Long tộc cao thủ cùng Ẩn Nguyên tử đệ tử vây quét thương càng thêm thương, kiên trì đến bây giờ rất không dễ dàng. Nhưng hứa ứng đề nghị liên thủ, hắn hay là nghĩa vô phản cố xông lên phía trước. Thương Trúc chân Vương mọc ra chín cái đầu, lúc trước bị Minh Tuân, Minh Đạo Phụ Tử chém xuống mấy khỏa, nhưng giờ phút này thương thế chữa trị, lại mọc lại trở về, thực lực tu vi ở vào trạng thái đỉnh phong. Hắn chín cái đầu, bên trên treo chín đại động nguyên một cái đầu tu luyện một loại động nguyên tu chỉ chín loại đại đạo, tu vi quả nhiên là hùng hồn không gì sánh được thương trúc chân vương cười ha ha chín cái đầu thi triển chín loại thần thông liền giống như chín đại cường giả đồng thời vây công hứa ứng cùng lục dị nhân lục dị nhân tại bỉ ngạn đại đạo tạo nghệ cao nhất ngay cả minh đạo đế đạo pháp sơ hở đều có thể nhìn ra được thương trúc chân vương sơ hở cũng không gạt được hắn hắn cưỡng đề một hơi tại thương trúc sơ hở bại lộ thời điểm đột nhiên cắt vào sơ hở bên trong suy một tiếng đem thương trúc chân vương một cái đầu chém xuống cái đầu này rơi xuống đất tính cả động nguyên kia cũng theo đó mà rơi xuống đất thương trúc chân vương mặt khác tám khỏa đầu giận dữ riêng phần mình thần thông bộc phát bành 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 liên tục tám tiếng nổ đem lục dị nhân đánh cho lan lông lốc xa xa bay đi lục đạo huynh